đây. Hello các tình yêu, em vẫn đang phân nàng mà chưa xong chưa đâu ở đâu các chị này. Em chào chị Sử Hiếu, áo da em còn chị ơi. Đếm ở nôi đi em ơi, vừa đếm mà cười tí nữa chị cho đếm lại 10 lần đấy. Em chào chị Nguyễn Ngọc Tuấn nhá, chào chị Thành Phan ạ. Hello các tình yêu, hôm nay lấy hơi muộn nhỉ các chị nhở. Có quần bò em ơi, có quần bò nhá. Chắc là cái live hôm nay là em live cuối cùng của năm thôi. Tại vì là không kịp chốt đơn với không kịp vận chuyển các chị ơi. Còn phao xịn em còn, hình như là còn màu đen ấy chị Oanh Phùng ơi. Em chào chị Đỗ Phương nhá. Hôm nay live cuối cùng của năm, những cái hàng phao này, parka này, áo len ạ. Em sale sập luôn các bác nhá. HT1 đáng nhiệt hai áo rồi, ok. Áo lông thỏ đi em ạ, lông thỏ hình như là bây giờ làm gì còn áo len lông thỏ nữa. À quên, áo khoác lông thỏ nữa. Em chào chị Bảo Ngọc nhá, chào chị Mai 7 ạ. Váy len không còn chị Nguyễn Linh ơi. Được chưa? Cộng đủ chưa? Thiếu hai không? Đây hai cái này đi. Không rồi, không rồi. Đưa chị cái tờ giấy nào em ơi. Thế như nào? Ờ như ngáo ấy nhở. Rủa ở đâu ấy. Mấy chẳng đến đi đêm vậy. Đến này đến đủ 10 lần không? Đến giờ nghỉ là về không? Mắt ca ngắn có chị ơi. Áo hoa dây có. Không không chị Võ Liên ơi. Nay nhiệt áo này loan mặc với quần sóc đẹp lắm. Ok chị Hoài Phùng. Áo em mặc còn bao nhiêu chiếc đây? Áo đang mặc 180.000 chị ơi. Áo em mặc là mã đá 1 chị ạ. Đá 1 180.000 nào. Hôm nay cái like cuối cùng các chị mình tranh thủ giúp em. Để chạy tranh thủ chốt đơn luôn để ngày mai em kịp chốt đơn đi đơn luôn các chị, kịp Tết các chị nhá. Song Nhung em không biết là còn tí nào, tí em kiểm tra, em báo nhân viên kiểm tra luôn ạ. Các bác vào like cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Thả tim thả like và chia sẻ live stream cho em ạ. Quần bò tí em lên chị gái ơi, đưa đây cho em nào. Bóc đi đâu vậy ơi? Bây giờ còn size gì nữa chị? MLXL mã này vẫn đủ size đấy chị nhá. Đá 1 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Ok cho các bác nhìn cho em này. MLXL 3 size cho em ạ. 3 size các chị 40 cân đến 65 cân đổ về ạ. Từ 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các chị comment là mã đá 1 và cộng theo số điện thoại cho em. 180.000 một áo. 180.000 một áo. Rẻ thôi đừng tụt quần chị ơi. Rẻ thôi đừng tụt quần. 48 cân có vừa chị Phương Lan nhá. Như thế nào? Bao nhiêu? Thôi được rồi, đi ra chút đơn đi. À phân mã chị, ngồi đây phân mã chị luôn. Để chị bán đi lên. Áo len có. Rồi, cảm ơn chị Toàn Trần nhá, nhận áo đá bên em rất ưng, em cảm ơn chị. Áo em mặc là mã đá 1 ạ, chị Phương Bùi, Thanh Phạm, ok. Legging 3 là cái gì ạ, chị Nguyễn Duyên ơi.
Da nhung em còn chị ơi. Đá 1 cộng số điện thoại cho em lên đơn hàng. Em áo này nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị gái nhá. Chị ơi, ở cái trang bìa của em đều có số của nhân viên chốt đơn đi. Ở trang bìa ấy, chị vào cái trang bìa ở cái trang page em đang livestream này, có số điện thoại của nhân viên chốt đơn lẻ nhá. Phao 9905 em còn, chị Thu Thủy ơi. Áo em mặc là mã đá 1 các chị gái này, đá 1 ạ. Thân gen 2 lớp cho em, một tay nó sẽ là 1 lớp nhưng mà em còn số lượng ít nhá, đủ size MLXL. Đủ size MLXL các chị lên chuẩn mã hàng cộng theo số điện thoại cho em. 180.000 một áo các chị ơi ạ, 180.000. Chị Hoàng Yến ok ạ. Có lên lên chị ơi, em có lên lên. Chị Nguyễn Lan ok em chốt đơn ạ. Phạm 7 chốt đơn hàng ạ, 180.000 một áo, mã đá 1 cho em chị ơi, không phải 80.000 đâu chị nhá. Chị Vương Thanh ạ, chị Tám Ngô Thị ok. Chị ơi Thu Chu Minh ơi, nhà em gọi điện chốt đơn xin địa chỉ em đi đơn rồi. Chứ bây giờ chị hỏi em là đi đơn chưa, em không nhớ đâu chị ạ. Tại vì nhà em không phải là người chốt đơn mà nhân viên gọi chốt. Nếu như mà cứ có số điện thoại, có địa chỉ thì em sẽ đi đơn chị nhá. Rồi ok ạ, hôm nay nhận được áo đá đẹp lắm ạ. Chị còn áo đá nào nữa không, em mua thêm tí em lên. Chị gái ơi, Tắm Ngô Thị chốt đơn ạ. Phạm Nhương ạ, chị Nguyễn Oanh ok em chốt đơn hàng ạ. MLXL 3 size nhá. MLXL 3 size chốt đơn các chị mình cứ từ khoảng là 40 cân đến 58. À quên, đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Đây các chị này, nhân viên em đang phân mã, nó bây giờ nó kiểu nó cứ lộn xộn ý. Đấy chứ, nó lộn xộn, bây giờ đang phải phân từng mẫu một ra đây các chị này. Lấy cho em cái mã răng ngắn ngắn thế nào, một mã răng ngắn hộ em cái. Ôi các chị ơi, nhìn cho em một con áo này. Đấy chứ, nhìn cho em một con áo này, nhìn nó hàng cũng đẹp gọi là xuất sắc luôn các chị nhá. Đấy chứ, hàng cũng gọi phải đẹp xuất sắc luôn như này. Ôi, nó vừa mới về được các chị ạ, nó vừa mới về được thêm một ít nữa. Đặc biệt bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng. Để chặn tắc biên bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng. Mà về đúng vào cái dịp nó quá là cận Tết như này các chị này. Về dịp quá cận Tết đây các chị ơi xem một em xem cái mã này nó mấy size với. MLXL ạ. MLXL á? Nhìn nhầm à? Lấy cho em nguyên tệp của nó cái. ML 2 size. Được chặn mã này em có ML 2 size các chị nhìn hàng của nó luôn này. Bên trong của lớp lông mà toàn bộ của chất tô ướt các chị nhá, toàn bộ dòng chất tô ướt. Các bác lên mã này cho em là mã gì ạ? 2129 ạ. Được chưa ạ? Comment của em là mã 2129 và kèm theo số điện thoại ạ. 2129 các chị nhá. Được chưa ạ? Dòng này được trước em đang bán là 400.000, được chưa ạ? Đang bán là 399. Em bảo rồi ạ, chuyến này ngày hôm nay em xin phép là xả lỗ toàn tập các chị mình luôn. Ôi các chị ơi, mình tranh thủ cho em ạ. Nốt ngày hôm nay là em cũng nghỉ Tết rồi các chị ạ. Nốt ngày hôm nay cũng nghỉ Tết rồi, các bác nhìn hàng của nó này. Em bảo cái like chốt chết này em xin phép là kỷ niệm các chị mình luôn. Đấy chứ ạ, mẫu này em chỉ có một màu các chị nhá. Chỉ có một màu thôi ạ, các chị comment mã gì ạ. Mã gì nhỉ? 2129, em có 2 size ML. Các chị mình từ khoảng là 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Lót lông nhá, mũ lông cho em ạ. Lót lông bên trong ạ, mã hàng kia là 2129 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Bình thường giá con này em đang bán rẻ nhất là 400.000 một chiếc. Rẻ nhất đang là 400.000. Ngày hôm nay em tặng các chị mình chia sẻ live stream cho em ạ. Em có đúng tầm khoảng là 50 cái. Đúng ạ, có đúng tầm khoảng 50 chiếc các chị nhá. Em tặng các chị mình luôn các chị này. Em bảo rồi ngày hôm nay ạ, không tiếc một cái gì luôn. Em hôm nay em lên muộn tại vì lý do là em đang phải báo nhân viên là kiểm lại hàng xem là số lượng nó còn như nào. Ngày hôm nay tặng các chị mình gọi là cho nó hết hàng luôn các chị nhá. 2129 ạ. ML 2 size. Đấy chứ ạ, ML 2 size, chất toàn bộ của nó chất thô ướt đó chị nhá, chứ không phải là chất thô mà chất phao các chị nhá, nếu không phải là chất phao. Miền Trung á, miền Trung em gửi được chị ơi, nếu mà chuyển khoản hết em gửi bưu điện được. Đấy nhưng mà nốt ngày mai đi nhá, nốt ngày mai thôi. Hôm nay nhận được hàng đẹp lắm, vừa y luôn ạ. 2129 ạ, em bảo chỉ bằng một kéo len. Các chị đều dã man không ạ? Mình chia sẻ live stream mình chốt đơn ạ, cho 50 chị được mã này các chị nhá. Có 50 chị được mã này cho em ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu á chị này. Xịn đét đẹp đẹp luôn ạ. Em điều các chị luôn ạ, 200 ạ. 59.000 đồng một áo. Em bảo thật luôn ý các chị này, 259.000 đồng. Các chị ơi, 259 ạ. Em tặng các chị mình luôn mã này cho em ạ. Chỉ có 50 cái các chị nhá, chỉ có 50 chiếc thôi ạ. Các chị lên mã này cho em là 2129 ạ. Size M và size L. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em thì chị mình chốt đơn ạ. Các chị này em bảo rồi ạ, giá gọi là giá rẻ nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Rẻ nhất vịnh Bắc Bộ và chỉ có đúng một cái like duy nhất của ngày hôm nay thôi các chị yêu nhá. Được chưa ạ, mã hàng 2129 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đấy, 2129 lên đơn hàng kèm theo số điện thoại cho em. Em chỉ có 50 cái các chị nhá. Được chưa ạ. Rồi em ơi, lắp hộ chị cái lông vào đi. Lắp lông cho chị một cái nhá. Rồi em ơi, lắp hộ chị cái lông vào đi. Lắp
ML 2 size, cái màu nó đẹp dã man luôn các chị này. Để chị ạ, cái màu nó đẹp dã man luôn. 259.000 đồng một áo. Đó, các chị nhá, 2129 cộng theo số điện thoại cho em ạ. Chị Lê Huế comment cho em xin số điện thoại ấy. Áo em mặc bên trong là mã đá 1 chị ơi. Đá mặc bên trong là mã đá 1. Chị Bùi Hải Vân ok chốt đơn ạ. Lê Thị Khuyến chốt đơn hàng. Bích Ngọc ok em chốt đơn hàng ạ. Các chị nhanh tay cho em các chị nhá. Chỉ trong vòng một ngày mai là em sẽ hoàn thành ạ. Được chưa ạ? Những cái hàng của năm nay luôn. Và nốt chắc là nốt tối hôm nay là em sẽ là nghỉ live ạ. Ra riêng chị em mình là gặp nhau tiếp các chị nhá. Được chưa ạ? Em tặng các chị ngày hôm nay ạ 259.000 đồng. Xịn mà rẻ chị ơi. Được chưa ạ? Chị Liên Nguyễn em cảm ơn nhá. Xịn mà rẻ quá à. Em bảo rồi ạ, giá ngày hôm nay em không tiếc chị em mình luôn. Đấy chứ ạ, cuối năm ạ, những cái like gọi là chốt chết cuối năm là em tặng các chị mình giá đẹp. Chị Hạnh Thúy ạ, chị Lam Nhung chốt đơn hàng ạ, chị Meo Meo ok chốt đơn hàng ạ, 2129 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Giá gọi là, cứ gọi là yêu thương các chị nhá, giá gọi là giá yêu thương luôn ạ. Áo len được em một tí các chị này, hàng nó gọi là nó nguyên tệp như này luôn. Đấy chứ ạ, nó nguyên tệp này luôn ạ, có mũ lông các chị nhá, có túi cho em ạ, bên trong nó có lót lông. Bên trong nó có lót lông cho em ạ, em tặng các chị mình mức giá là 259.000 đồng một áo. Cổ lông các chị ơi, tháo rời được, cái này em vừa mới lắp vào mà chị. Cái lông này tháo rời mà chị ơi, tháo rời được ra cho em ạ. 2129 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. Trời ơi, có cái mức giá nào nó rẻ hơn cái giá này nữa không chị ơi? Paka em có, tí em lên. Đấy chứ ạ, Paka em có ạ, chị Nguyễn Thị Nguyệt ok, Lê Thị Xuân này, chị Mai Trần chốt đơn hàng ạ. Chị ơi, những cái đơn hàng của ngày 19 ý, mã nào còn em sẽ gọi, mã nào hết thì chị em mình hoan hỉ giúp em với nhá. Xem em loan bán hàng mà tỉnh cả ngủ luôn à, ok chị luôn nhá. Chị Đơn Phương ok em chốt đơn hàng ạ. À. Đỗ Thảo ok. À, lên khoác lên đi em, đợi em một xíu em lên luôn ạ. À. Mã áo đá em bên trong là 180.000 chị ơi. Chị Diễm Quỳnh ok em chốt đơn hàng ạ. À. Chị Loan Lê rồi ok chốt đơn hàng ạ. À. Chị Lê Mạnh ơi có vấn đề đơn đổi á. À, nếu mà bây giờ nếu mà đổi thì không kịp trước Tết đâu chị ạ. À. Em nói luôn đấy, nếu mà bây giờ đổi mà không kịp trước Tết thôi, chỉ có ra Tết thôi. Chị Diễm Quỳnh ok, Trần Hoa chốt đơn hàng ạ. À. 259.000. Mũ thì mũ liền nhưng mà cái lông này tháo rời ra cho em các chị nhá. Mũ là mũ liền, lông thì lông tháo rời ạ. Các chị lên mã hàng cho em là 2129 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Nó rất là nhẹ luôn các chị này, như nó ấm để chạm mặc nhẹ mặc ấm luôn cho em ạ. Lên luôn len luôn lạc là đi em loa là sao. Chị Xuyến Chi ạ, Nguyễn Ánh Dương ạ, legging bây giờ nhé em hết hàng chị ơi. Chị Anh Huế ok em chốt đơn ạ. Chị Lương hàng chốt 2129 ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng các chị nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn hàng, các chị nhìn mã hàng chuẩn mã cộng số điện thoại giúp em. Chị Phương Lan, Trần Nhuận rồi ok ạ. Bác ca đợi em một tí em lên luôn bác ca đây. Đợi em một tí em lên luôn bác ca đây các bác này. Gọi 2129 qua mẫu chị ơi. Bác ca này có đầy đủ rất lâu rồi. 259. Đấy chứ ạ, 259.000 đồng. Bây giờ lên luôn một con bác ca ấy chị nhá. Luôn các bác một con bác ca này, mã này có tầm bao nhiêu trước chị? 30 cái. 30 cái, mẫu này đúng không? Có mấy size? 1X2X đúng không? 1XL, 2XL, các chị nhìn hàng của nó này. Đấy chứ ạ, các chị nhìn cho em một con paca màu xanh thì có được nhiều không chị? Mã này có 3 màu à chị ơi? Con đấy 3 màu. Đây các chị ơi, em lên các chị luôn con paca nhá. Em bảo rồi, thời tiết này vẫn còn lạnh. Vẫn còn lạnh rất là lâu luôn. Thời tiết tại vì năm nay nó lạnh lạnh muộn này, rét muộn này cho nên là nó lạnh rất là lâu luôn các chị nhá. Qua Tết vẫn lạnh. Đấy các chị xin cho em một con paca, em bảo cái thời điểm này là giá gọi là rẻ nhất và đẹp nhất luôn các chị. Và toàn bộ dòng nhà em mà chất thô ướt, ở chạm chất kaki ướt ấy. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? 620 các chị nhá. 620 và cộng số điện thoại cho em ạ. Lên paca 1 đi chị nhỉ. Đấy chưa? Mã này lên cho em paca 1 đi. Paca 1 hay là 620? Hay lên mã 620? 620. Ủa 620 cho em. 620 và cộng số điện thoại cho em. Ôi ôi các chị ơi, nhìn cho em một con paca nó đẹp dã man luôn như này. Nhưng mà nó chỉ có 3 màu các chị nhắc. Bây giờ hiện tại em đang còn sót 3 màu thôi. Có là size 1XL, 2XL. Đấy chứ ạ, 1XL, 2XL. Các chị comment là mã 620 và kèm theo số điện thoại. Đó, 620 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Có với thuộc eo em có size là 1XL và 2XL. 1XL và 2XL. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Một con áo này, màu này của nó em gọi là màu be các chị nhá. Màu be cho em ạ, màu xanh với tông màu hồng ạ. Be xanh hồng ạ, lấy cho em cái móc chị ơi. Ai lấy cho em cái móc nào. Đây chị này, toàn bộ dòng chất ướt cho em. Đó, toàn bộ dòng chất ướt các chị nhá. Lên mã hàng cho em là gì ạ? 620. 620 và kèm theo số điện thoại cho em. Trời ơi, giá gọi là giá
ngất ngưởng luôn như này ạ. Giá gọi là giá ngã ngửa luôn các chị nhá. 620 cho em ạ. Nhưng mà em chỉ có, em có ít quá các chị ơi, em có ít quá luôn ý. Màu hồng này các chị này, đấy chứ ạ, màu hồng này, màu be này và tông màu xanh. Hồng be xanh ạ, 3 màu, mã hàng chính là 620 và kèm theo số điện thoại. Mã này chốt đơn các chị từ khoảng là 48 cân ạ. 47-48 cân đến tầm 64-65 cân đổ về em chốt đơn. 47-48 cân đến 64-65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Thời tiết rét cứ phải gọi là làm cho em một con bắc ca này. Đấy các chị nhà mình dưới 65 cân em chốt đơn các chị nhá. Báo giá là hết hàng. Thực sự luôn ạ, báo giá là hết hàng. Thôi ạ, coi như mã này tri ân khách hàng nhá. 299.000 đồng. Được không ạ? 299.000 đồng một áo. Duy nhất em có tầm khoảng 50 cái. Đấy chứ ạ, chuyến này em tặng các chị được giá 299.000 đồng. Chị yêu nào mình nhanh tay mình có đơn hàng. Đấy chứ ạ, chậm tay hết hàng luôn các chị nhá. Chậm tay là hết hàng luôn các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ dòng chất ướt cho em chứ không phải là chất phao. Đó, nó không phải chất phao các chị nhá. 620 cho em ạ. Màu này em gọi là màu be các chị này. Màu này là màu be, của be đậm đậm một chút nhá. Tông màu hồng và tông màu xanh ạ, 3 màu cho em ạ. Mã hàng chính là 620 và kèm theo số điện thoại. Có loại ngắn tím lên loại ngắn sau nhá. Em vừa lên một loại ngắn rồi tí sẽ lên tiếp. Đó, rẻ ơi là rẻ và đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Các chị nhìn hàng lấy cho em cái cây chạm. Ôi đứa nào ấy hết cái cây của em rồi. Ờ, cái Hà ra ấy rồi chị đấy. Hà ra bỏ cho chị cái cây rồi, nhấc cái cây ra đây để chị treo mẫu này. Đây màu xanh cho em ạ, 620 cho em màu xanh này. Đẹp gọi là ngất người luôn các chị ạ, đẹp ngất người luôn như này. Các chị nhá, những cái dòng các chị vẫn đang mua bên ngoài 600-700 nghìn một áo. Các chị vẫn đang mua giá ngoài là 600-700 nghìn. Để chạm ngày hôm nay em tặng các chị mức giá là 299.000 đồng ở đây. Em tí em lên nào, lên chị Trần Phương ơi. Đấy em một tí nhá. 620 một cách số điện thoại cho em mình lên đơn. Đấy các chị này, màu xanh cho em ạ, màu xanh này, màu be và tông màu hồng nhá, 3 màu cho em các chị ơi ạ. Mức giá ngày hôm nay em tặng các chị là 299.000 đồng một áo. Ôi hết hàng rồi. Hết hàng các chị nhá. Để chạm mình nhanh tay mình có đơn thôi. Để chạm những cái mã này chị em mình hoan hỉ cho nhau đi ạ. 290 em bảo vợ bằng cái áo len. Đấy chứ ạ, em tặng các chị những cái dòng parka này bằng cái áo len. Len mã hàng cộng số điện thoại, cái này các chị rũ ra này. Đấy các chị rũ ra cho em. Tại vì cái này nó vừa lắp lông xong các chị nhá. Vừa lắp lông xong cho em ạ. 299 ạ. Đấy chứ ạ, 299 mã hàng chứ là 620 cộng số điện thoại. Áo đá em mặc bên trong là mã đá 1 chị ơi. Đá mộc bên trong là mã đá 1 cho em ạ, 108. Còn áo parka 620 là 299 ạ. Các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại giúp em với ạ. Màu hồng có mấy cái đâu, đúng không? Màu đen có 2 chiếc thôi em. Đen có đúng 2 chiếc các chị nhá. Đen có 2 chiếc, chị nào lấy màu đen các chị lên đơn. Rồi ôi xả các chị lỗ toàn tập như này ạ, 299. Các chị được chọn màu, các chị được chọn size vừa cho em ạ. Đấy chứ ạ, các chị được chọn màu, các chị được chọn size vừa giúp em với ạ. 299.000 đồng một áo, em có size 1X với 2XL. Có răng ngắn tím đen, răng ngắn sau chị ơi. Tím đen, răng ngắn sau nhá. 299.000 đồng ạ, giá gọi là đẹp nhất Bắc Bộ luôn như này. Mà toàn bộ dòng chất ướt cho em các chị nhá, nó không phải chất thô, chất phao đâu ạ. Nó không phải dòng chất phao, các chị nhìn hàng của nó cho em rồi ạ. 299.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Rồi, qua mẫu, chị ơi, 47 cân mặc được. Tại vì là cái dòng này thì nó sẽ có cái dây rút eo ấy. Nó có dây rút eo, các chị mình mặc rất là dễ luôn. Là chê xin một cái mã dáng ngắn nào. Dáng ngắn còn một màu đấy. Màu đen này. Màu nào? Đổi màu đấy nhỉ? Rồi tí nữa răng ngắn em sẽ có cả màu đen. Được chưa ạ? Có cả màu đen luôn ạ. Tiếp theo em qua mẫu luôn nhá. Con này răng ngắn cho em này. Em ơi các chị nhìn áo của nó này. Đẹp gọi là rụng người. Đẹp rụng người luôn. Nào mã này các chị comment là mã gì ạ? 5831 các chị nhá. 5831 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Ôi đẹp quá, cái mẫu này có một màu à? Một màu thôi, con đấy đẹp lắm. Có một màu, con này siêu đẹp luôn. ML 2 size đúng không? Mã này nó sẽ có ML 2 size và có một màu các chị nhá. ML 2 size và có một màu, các chị lên mã này cho em là gì? Có một con màu đen nữa. Một con màu đen đúng không? Đen. Ôi các chị ơi, nhìn áo của nó này. Đẹp dã man luôn các chị nhá. Đấy chứ, đẹp dã man luôn các chị nhìn áo này. Xuất sắc ạ, chất ướt cho em các chị nhá. Chất ướt cho em ạ, mã này là mã gì em ơi? Em ơi. 5831 các chị ơi ạ, 5831 cộng số điện thoại.
ML 2 size các chị nhá. ML 2 size của mã 5831 các chị lên đơn hàng cho em. Toàn bộ dòng đợt trước của nó không bao giờ có dưới 400.000 một cái. Giá em đang bán, đấy là giá nhà em nhá. Còn thị trường vẫn đang ở trên 600. Thị trường vẫn đang ở trên 600.000. Em có 2 size là size M với size L ạ. 5831 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em có tầm 15 chiếc. Được chưa ạ? Có tầm 15 chiếc. Tí nữa em lên màu đen sau. 5831 có mấy cái màu đen em? Có đúng một cái màu đen thôi. Đúng một cái màu đen. 5831 ở đâu là có cái màu này là màu gì? Màu này gọi gì? Màu gì? Màu gì? Cam đào à? Màu cam đào à? Nó là màu cam đào cho em ạ. Em tặng các chị 200 ạ. 50.000. 250.000 một áo. Con này chốt đến 55 cân rồi. Rồi ạ, chốt đến dưới 60 cân chị ơi, ML mà chị. ML 2 size, dưới tầm 62, 62 cân đổ về chị thoải mái luôn. Từ khoảng là 45, 46 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Em mặc size M này. Chị ơi thoải mái 62, 63 cân đấy. Thì form này là form kiểu xung xuông này. Ok chị ạ, 5831 và cộng số điện thoại cho em. Em tặng các chị mình ngày hôm nay ạ, mức giá 250.000. Em ơi, có chỗ nào rẻ hơn cái áo này nữa không? Chỗ nào bán rẻ hơn không ạ? Nhưng mà có tống 10-15 cái thôi. Có 10-15 cái, mã 5831 các chị nhá. 5831 cách số điện thoại cho em mình chốt đơn. Để chạm 250.000 một áo. Em tặng các chị mình 250.000 đồng một áo cho các chị mình sướng đời luôn. Để chưa ạ? Kỷ niệm các chị nhá. Những cái mã hàng này là hàng cuối năm em kỷ niệm các chị luôn. 250 các chị nhảy. 250 ạ, em 54 cân. Em 53-54 cân. Tại vì dáng này kiểu dáng xuông xuông chị nhá. Dáng xuông xuông cho em ạ, 250.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em với ạ, 250 mình lên đơn, được chưa ạ, 250 mình chốt đơn mã này cho em ạ, bên trong các chị này, bên trong nó trần hết cho em ạ, trần lông cho em như này, đấy lót lông trần lông cho em ạ, em tặng các chị mình 250 một áo ạ, 5831 và cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, qua mẫu chị ơi, xem có cái nào màu đen đen nào, rồi lên tiếp mẫu nào có màu đen thì các chị mình luôn đi, nguyên màu đen. Ôi, lên mẫu này thì lại có nguyên màu đen các chị nhá. Mã này thì có nguyên màu đen này. Đây mã này các chị comment là mã gì ạ? 2108 ạ. 2108 em đang còn nguyên một màu đen. Mã này có mấy size chị nhỉ? ML, M có một chiếc à, con đấy á. Con này là nguyên LXL. LXL 2 size. Đấy chị ghi hộ em cái mã hàng với lại cái size số của nó luôn nhá. Đây các chị này. LXL 2 size ạ. Chị để ghi luôn size số tại vì là có mã đánh ML, có mã đánh LXL. Các bác ơi, lên mã hàng cho em với các chị này. Mã này cho em là mã 2108. Để chạy 2108 ạ, dưới tầm khoảng là 60 cân đổ với em chỗ đơn ạ. LXL à? À thế là LXL các chị tầm dưới 65 cân. Thoải mái các chị mình dưới 65 cân đổ với em chỗ đơn hàng ạ. Mã cho em là 2108 ạ. 2108 và cộng số điện thoại cho em các chị nhìn hàng của nó này rất là xinh luôn các chị nhá. Mã hàng 2108 và cộng theo số điện thoại. Thôi tầm giờ này thì nó chung là cũng chẳng phải nói gọi là giá cao gất ngưỡng làm cái gì cả, đúng không ạ? Không phải nói giá cao gất ngưỡng làm cái gì cả, chốt giá các chị em mình mua được. Để cho em nói giá các chị em mình ai cũng có thể mua được luôn ạ. 250.000 một cái. Ok chưa ạ? 2108. Comment luôn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Mã trên là 2108 và cộng theo số điện thoại cho em. Em tặng các chị mình ngày hôm nay là 250.000 đồng. Đó, 250.000 đồng ạ. Lên nhanh cho em ạ. Có đúng tầm khoảng 15 chiếc. Đó, có đúng tầm khoảng 15 chiếc đó. Các chị comment là 2108 ạ. Kèm số điện thoại cho em. Form các chị tầm dưới 65 cân đổ về. Lông mũ tháo rời. Chị ơi, tất cả dòng này lông mũ tháo rời hết cho em. Đây chị này, về các chị không thích các chị tháo lông ra được cho em các chị nhá. Lông tháo rời cho em được. Đó, 2108 ạ, cộng theo số điện thoại cho em ạ. Paka, em mới lên được một mẫu Paka dáng dài thôi. Mã này là mã 2108 ạ, có màu đen của size 2 size LXL, nó cũng tương đương với size ML thôi. Tất cả cái mã này đánh là size LXL này, hoặc là ML này, hoặc là 1X, 2X này, hoặc là 2X, 3X, nó cũng tương đương với cái size là size M với size L của hàng Việt Nam mình thôi các chị nhá. Để chị ạ, không quan trọng size số, miễn sao ạ, cái form này các chị tầm bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân các chị mình mặc vừa. 2108 em qua mẫu luôn này. Rồi ôi mình tua nhanh cho em ạ, tại vì hàng này không có số lượng nhiều. Nó không có số lượng nhiều ạ, qua mẫu luôn mình ơi. Tiếp theo em một mã khác nào. Em thấy cái mã anh chụp cái cọc hồng hồng xanh xanh kia kìa. Đấy thì. Ừ, tiếp lên mã này đi. Em thề luôn là cái mã này ạ. Em thề luôn là mã này em đếm nhanh. Để chị ạ, mã này em đếm nhanh các chị mình này. Để chị ạ, mã này em đếm nhanh ạ, tua nhanh các chị em mình luôn.
Được chưa? Em tua nhanh luôn mã này nhá. Được chưa? Chị nào nhanh tay mình được. Được chưa? Chị yêu nó nhanh tay mình được cho em ạ. Chị nào chậm tay là mình hết hàng. Đấy, chị nào chậm tay mình hết hàng cho em ạ. Mã này các chị comment là 628 á. 628 một cách số điện thoại cho em. Các bác ơi, nhìn cho em với. Các chị nhìn cho em một con áo này với. Để chạm mã hàng lên đơn cho là 628 ạ. Cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. 3 màu đúng không? 3 màu cho em. Ôi đẹp từ cái form đến cái chất lượng của nó luôn ấy. Đẹp từ form đến chất luôn các chị này. Mã hàng cho em là 628 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ. Được cho em ơi. Rồi 628. Các chị ơi, em bảo này, hàng nó đẹp như thế này. Ngày mai ạ, à, em gọi là like đúng cái nốt ngày hôm nay là ngày mai em nghỉ rồi ạ. Ngày mai các chị em mình tranh thủ nhá. Để chặn chị em mình tranh thủ không đến ra riêng chị em mình gặp nhau tiếp đấy ạ. Đấy, ra riêng chị em mình lại chiến hàng hè thôi. Mã này hôm nay em còn bao nhiêu chiếc em tặng các chị mình giá đẹp luôn ạ. Lên mã này trên là mã 628 ạ, cộng theo số điện thoại cho em. Các chị nhìn hàng của nó này. Được chưa? Màu này là màu be các chị nhá. Màu này em gọi là màu be này. Màu xanh ạ và tông màu hồng ạ, ba màu giúp em với ạ. Ba màu ạ, be xanh hồng và cộng số điện thoại giúp em các chị này. Nên nó có size 1XL với 2XL các chị nhá. 1XL với 2XL các chị comment là mã 628 ạ, cách số điện thoại cho mình lên đơn. Bình thường con này rẻ nhất cũng phải 650 một cái các chị ạ, rẻ nhất cũng phải 650. Ngày hôm nay em điếu các chị mình ạ 299.000 đồng. Được không ạ? 299.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Bây màu xanh các chị này, màu xanh cho em với ạ. Toàn bộ dòng tem hai hàng Quảng Châu cho em. Chứ hàng này nó không phải hàng xưởng. Để chạy hàng này nó không phải hàng xưởng, các chị nhìn kỹ hộ em với ạ. 628 toàn bộ chất của nó chất kaki ướt các chị nhá. Toàn bộ dòng chất kaki ướt chứ không phải là chất phao ạ. Chuẩn mã hàng chứ là 628 ạ. Kèm số điện thoại giúp em. Chị ơi Thảo Diệu ơi, mã này nó không đánh là ML chị ạ. Nó đánh là size 1XL, 2XL. Em đang mặc size 1X đây chị này. Để chạy em đang mặc size XL này. Em đang mặc size 1X đấy. Tại vì còn có dây rút eo, nó có dây rút eo ấy. Chị nào các chị eo to eo nhỏ các chị chỉnh eo cho em. Eo to eo nhỏ chỉnh eo cho em ạ. 299.000 đồng một áo. Ôi rồi ôi, không có ai bán rẻ như em luôn. Em thề em hứa luôn các chị ạ. Em tặng kỷ niệm các chị luôn ạ. 299.000 đồng duy nhất một cái livestream buổi tối ngày hôm nay. Các chị nhá, 628 một cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em biếu các chị mình 299.000 đồng. Em thử các chị mình xem nào, tông màu hồng nhá. Tại vì là mỗi màu nó còn một ít, để chặn mỗi màu nó còn một ít cho em như này. Chất lượng lắm các chị ạ, à, chất lượng lắm luôn ý. 299.000 đồng một áo ạ, không phải suy nghĩ một câu nào. Ok chưa ạ, không phải suy nghĩ một câu nào luôn ạ. Ngày mai chị em nào mình lỡ có hết thì mình, chị em mình cũng thông cảm. Tại vì bây giờ hàng cuối năm nó không còn số lượng nhiều. Để chặn nó không còn một cái gì nhiều luôn ý. Đây màu hồng này, rút eo, chỉnh eo cho em ạ. Đấy, rút eo chỉnh eo cho em ạ, 299 ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng một kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Đỉnh của chóp luôn ạ, để chặn đỉnh của chóp mã hàng 628 ạ. Cái gì ở ngoài kia đấy, chỗ luyện đấy. Đấy cũng là Paka. Đấy là Paka dài. Có thế à? Con đây là có màu đen. Đẹp quá thể luôn các chị này. Để chặn màu hồng cho em ạ, màu hồng cho em các chị nhá. Lên lực à, tí em lên sau. Chị ơi, dáng này của nó cũng là dáng kiểu là lỡ lỡ chị này, dáng lỡ lỡ cho em. Lạnh này chỉ có Paka với phao các chị ạ. Lạnh như này chỉ có Paka với phao các chị em mình chiến đấu cho em. Để trả giá gọi là đẹp nhất vịnh Bắc Bộ luôn ạ. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng Quảng Châu cao cấp các chị này, toàn bộ hàng Quảng Châu cho em ạ. Em bảo rồi, chuyến này em đặt hàng hôm nay mới về được các chị ạ, hôm nay mới về được hàng đấy ạ. Đấy, nhiều khi là hơi bị phiêu một chút. Thôi ạ, em bảo rồi, ngày hôm nay về được bao nhiêu cái em kỷ niệm các chị mình gọi là giá đẹp luôn các chị nhá. 299 ạ. 299 ạ. Bán giờ này là bán gọi là bán vui đấy các chị ơi. Thực sự luôn giờ này là bán vui đấy ạ. 299.000 đồng một áo ạ. Không bao giờ nghĩ được giá này đúng không ạ? Không bao giờ các chị nghĩ là em bán các chị giá này. Ok chưa ạ? Tại vì hôm trước nó còn có vài chiếc mà em xả các chị làm bằng giá như này rồi là không được chọn, không chọn kiểu đúng không? Ngày hôm nay các chị được chọn màu, chọn kiểu thoải mái. Chọn màu, chọn kiểu thoải mái cho em. Mã 628 đấy các chị này. Màu này là màu xanh cho em các chị nhá. 628 cho em màu xanh, cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Xanh đây các chị ơi, xanh đây cho em. 628 ạ, cho em tông màu xanh này. Ơ, em thấy như thế nào vậy? Đưa cho em cái kia nào. Cái nào, cái này á? Ừ. Con này gì? Ừ. Trời ơi.
Đây này, nó cùng một mã mà. 628 nhưng mà nó lại sao mà nó khổ thân em thế? Nó về hai đợt, nó về hai đợt, nó chỉ đánh khác cái mã thôi. Đây này, cái mã này cũng là một này. Khổ thân em chưa này. Chả hiểu mọi người phân hàng của gì không nhìn thấy kiểu nó khác nhau à? À nhìn thấy kiểu nó giống nhau à? Đây cho một đống đi. Tôi vừa dồn mã này 628 cho em. Mẫu này cũng cùng một mã này, đánh đánh mã khác nhau nhưng mà nó cùng một loại nhá. Nó cùng một loại, nó có thêm cả màu đen này cái gì này. Nó có thêm cả màu đen nữa luôn á. Trong là sau. Tại vì nó về được hai đợt, đánh hai mã khác nhau nhưng mà nó là cùng một mã. Nhưng mà nó là cùng một mã, nó có cả màu đen luôn. Các chị nhìn hàng này. Đẹp của đẹp, đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Được chưa? Thôi các chị ơi, nói chung là đánh mã 628 từ lúc đầu rồi thì mình cứ comment 628 cho em. Còn thực ra nó là một mã luôn. Nó là một mã luôn các chị nhìn hàng này. Ok chưa ạ? 628 và cộng số điện thoại cho em ạ. 68 cân hung vừa em chốt được các chị mình dưới 65 cân thôi. Các chị nhà mình dưới 65 cân em lên đơn. 628 cộng số điện thoại ạ. 628 mới lại là cái mã 825 là một nhá. Đây này, cái này nó lại đánh là ML. Thế ước mình tự chỉ đó. Đây là nhánh size ML này. Nhưng cái mẫu này là về đằng sau đánh size ML này. Cái gì? Hả? Thế nào ML? Có nghĩa là cái này đánh M đúng không? Cái kia vừa đấy là L vĩ nhờ. Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng cùng form như thế thôi. Nó chỉ đánh size như thế thôi nhưng mà cái form là vẫn là từ khoảng là 45 đến 65 cân. Đó, nó vẫn từ 45 đến 65 cân nhá. Có cái form này đánh size ML này. Thì nó cũng tương đương với từ 45 đến 65 cân. Cái mã này nó đánh là 1XL, 2XL, nó cũng tương đương với 45 đến 65 cân. Nó chỉ là cái size số nó đánh như thế thôi chứ còn form nó vẫn là bằng form nhau các chị nhá. Thì em sẽ dồn một mã luôn là mã 628. Em sẽ dồn luôn mã 628 nữa các chị mình luôn. Thực ra nó có hai mã nhưng mà dồn một mã luôn các chị nhá. 628 và cộng theo số điện thoại ạ. Đây màu đen cho em này. Màu đen cho em với ạ. Đây màu đen. Ôi các chị này. Đấy, mã này thì đánh size ML này. Có cái đánh size ML, có cái đánh size 1XL, 2XL các chị nhá. Nhưng mà ngày mai cứ tư nghe nhân viên tư vấn về chiều cao cân nặng của em. Đấy chị ạ, cứ nghe nhân viên tư vấn về chiều cao cân nặng giúp em với đây màu đen đấy các chị này. Mã này cho em là 628 ạ. 628 và kèm cho số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Đấy, các chị ơi màu đen cho em này. Màu đen nhá các chị nhá, 628 cộng số điện thoại cho em ạ, tông màu đen. Màu đen có sót ít các chị nhá. Sót ít đa số là có màu B. Màu B với lại top màu đa số là có màu B. Tại vì màu B em lấy được nhiều. B của nó sẽ là kiểu màu B đậm các chị nhá. B đậm chứ không phải B sáng. Rồi cảm ơn chị Lê Thủy ạ. Đơn hôm kia nhà em chốt xong rồi mà. Mã 628 ạ. Dưới 65 cân nó sẽ có màu đen, nó sẽ có ML đấy chị này. ML này. Hoặc là cái đúng rồi. Hôm nay rẻ quá, chị mua không lót lông mà 400 ạ. Cái hàng khúc lót lông của nó cũng là chất ướt. Nhưng mà hàng của nó là hàng cao cấp, hàng xịn chị ạ. Chẳng qua cái lô này em ôm được rẻ thôi chị ơi. Lô này em ôm được rẻ. Chị em mình đừng đến tầm này. Cái chị em mình tức thắc mắc về cái giá cả của nó so với cái giá hôm trước nữa chị nhá. Thì về tầm giờ này là còn cái gì em xả nốt cái đấy thôi. Đấy ngày mai các chị chọn màu và nghe nhân viên tư vấn chọn size. Tại vì là có hai đợt về hàng. Để chạm một đợt nó đánh size ML, một đợt nó đánh size LXL. Thì em sẽ dùng một mã này luôn là mã 628. Gió năm tư hết hàng chị Ngọc Anh ơi. Các chị nhìn chưa ạ, tông màu đen này. Đen ạ, be hồng xanh ạ, 4 màu cho em các chị nhá. Đen be hồng xanh và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 628 và kèm theo số điện thoại ạ. Nếu mà em báo giá này cho khách xỉ là người ta ôm hết luôn. Thực sự luôn để người ta phải bán lẻ. Nhưng mà tôi em bảo rồi ạ, giá đẹp chị em mình cùng mua. Để chặn giá đẹp cho chị em mình cùng mua luôn ạ. 628 ạ, cho em ạ, màu hồng lên chưa nhỉ? Màu hồng lên rồi đúng không? Đen màu xanh này. Để chặn tông màu xanh giúp em với ạ. Tông màu xanh ạ, ML 2 size. ML 2 size ạ. Đây màu xanh cho em nhá. 4 màu ạ, 628 em có 4 màu đấy ạ. Xanh này, màu xanh này, màu đen này, màu be với ạ, tông màu hồng nữa chị nhá. Mà ngắn đâu lấy chị một ít ngắn em ơi. Vừa đẹp vừa ấm các chị nhá. Nó vừa đẹp vừa ấm luôn ạ. 628 cách số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Nhớ cho em là hai mã, nó dồn là một là mã 628 chị nhá. Là có cả mã 625 với 628 nhưng em sẽ cho một mã luôn là mã 628. Các chị nghe gió hộ em với ạ, nó cũng cùng mẫu ấy luôn. Nhưng mà nó kể là về làm hai đợt ấy, về hai chuyến và cái mã hàng để gọi là đánh để phân biệt thôi chị ơi. Nhưng mà nó là cùng một mẫu.
Đấy, 299.000 đồng chị gái ơi. 299.000 đồng ạ. À. Lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại giúp em với ạ. Đẹp quá, chị này chất của nó chất thô mềm, chất thô ướt cho em chứ không phải chất phao nhé các chị nhá. Nó không phải chất phao. Chất nó mềm nhũn luôn ạ. À. 299.000 đồng một áo. Áo đá em mặc là mã đá 1 chị Hương Hương, Hương Giang Nguyễn nhá, chị Lê Diện ok chốt đơn hàng ạ. À. Rồi em qua mẫu chị này. Đẹp gọi là dẹp rụng rời luôn ạ, à. Đẹp rụng rời luôn nha các chị này. Giá cũng gọi là đẹp. Vừa phao gọi là tắc ca đẹp và giá đẹp luôn ạ, à. Nó mềm lắm luôn các chị nhá. Lên đơn hàng chuẩn cho em là tắc ca, à quên, 628. 628 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Ok chưa ạ? À? Rồi ạ. À. Có bằng đấy cái chưa? Xanh có 3 con không có lông. 3 con không có lông. Nói chung là có cái còn lông, có cái không có lông đúng không? Ừ. Thôi chào các chị giá tốt. Cái này là mỗi cái xanh không có lông. Nói chung là có cái xanh thì nó không còn lông, sẽ không tìm thấy lông đâu. 3 cái không? Để mình sót. Các chị nhớ cái dòng này em vẫn đang bán các chị không ạ? Để chạy các chị có nhớ cái dòng này em vẫn đang bán cho các chị không ạ? Mức giá đó là cái mã mà đẳng cấp như khi em bán ấy. Đó. Các chị chuẩn mã này cho em là mã gì ạ? Lên cho em là mã 633. Đúng chưa? Chuẩn cho em là 633 này. Lá này của nó sẽ là răng ngắn ạ. Em sẽ có là size M với size L các chị nhá. Hai size là size M với size L ạ. Các chị comment là đúng không? Phải có hai size ML không? Hai size ML. Rồi, hai size là size ML có X không nhỉ? Có X không? Có X đâu chứ. Có ML. Mấy màu? 3 màu đúng không? 3 màu cho em ạ. Đây các chị này. Form rất là đẹp luôn các chị nhá. Từ khoảng là 48 cân ạ, à, 48 cân đến 65 cân đổ về. 48 đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. À. Mắt này các chị coi là 633 cộng số điện thoại ạ. À. Riêng cái màu xanh thì nó không có lông mũ đâu các chị á. Bây giờ là không tìm cái lông mũ đâu luôn ấy. Thôi ạ, à, em tặng các chị luôn 250 một cái. Em biếu các chị mình 250 một áo. Được chưa các chị này? Lót lông cho em ạ, à, lót lông cho em các chị nhìn hàng của nó này, 250.000 một áo ạ. À. Lên mã này cho em là mã 633 cộng số điện thoại ạ. À. 633 cho em ạ, tông màu đen các chị này. 633 màu đen ạ, 633 cho em màu hồng và 633 cho em ạ, tông màu xanh cộng số điện thoại cho em. Em tặng các chị mình 250.000 một áo ạ. 250.000 đồng các chị lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đây chị này, đen nhỉ, đen hồng với lại màu xanh các chị nhá, đen hồng xanh mã 633. ML 2 size, 48 cân đến 65 cân. Từ 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Toàn bộ của nó dòng chất ướt cho em các chị nhá, dòng chất ướt ạ, ML 2 size ạ. Chị Duyên Hoa ok chốt khoác chữ D ạ, các chị có may là khoác chữ D và kèm số điện thoại. Áo đá em mặc là mã đá 1 chị Bích Dậu ơi. À chị Phạm Tính ơi, chị Bích Dậu ok chốt đơn hàng ạ, 633 màu hồng ạ, Ninh Giang chốt đơn hàng ạ. Áo đá em mặc còn không ạ, em còn chị ơi, có len chị ơi, đợi em tím lên một em lên đen. À, không có mã nào 45 cân em có chị ơi, có cho em một chút nhá. Chị Loan Lê rồi ạ, chị Thùy Linh Đặng ok chốt đơn ạ, chị Huyền Trang Dương ok chốt đơn hàng ạ, 633 cộng số điện thoại. Đấy. Ba màu cho em, các chị mình chọn màu, chọn size vừa. Em thử màu đen ạ. Đưa chị xem nào. Con này với con đấy nó cũng giống nhau không? Ừ. Mà sao nó đánh lại, đánh khác mã ăn. Đánh khác mã. Có rồi màu không? Con này là con 268. Không phải đâu. Con 268 đây này. Con 268 đây, con này 268 đúng không? Đấy đúng không? 268. Ờ, giống không? Khác như nào? Chị thấy em thấy khác ở chỗ nào? Hả? Chị thấy nó y xì đúc cái này. Nó chả khác cái gì cả. Cô về mã 633 đi. Cô đánh cho chị mã 633 ở đấy đi. Tôi cho tất cả mã 633 tại vì là đợt về làm hai đợt thì nó sẽ đánh là mã khác nhau em ơi. Nhưng mà cũng là một mã như thế. Cái màu đen này không còn size M à? Màu đen á? Ừ. Chị không hiểu sao bao nhiêu con mắt phân hàng như thế mà không phát hiện được ra là sao? Cái lúc đấy có rút ra để xem không? Không, ôi dồi, ôi em phát rồ lấy mất thôi. Nó có cả ML này, với lại LXL đúng không? Ngày mai chọn size vừa cho em. Thế chọn ngày mai các chị chọn size vừa nhá, tại vì làm nó về hai chuyến. Một chuyến đầu tiên đánh là size M với size L, chuyến thứ hai đánh là LXL, nhưng mà cái form các chị cứ tầm 48 cân đến 65 cân em chốt đơn. Đấy form các chị mình cứ tầm 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. À. Lắp lông mũ có tâm quá. Đây này. Lắp lông mũ cho em có tâm quá, lắp đúng hai cúc vào thôi.
Thôi em đi chốt đơn đi. Em đi chốt đơn đi. Đây là phân hàng không chuyên nghiệp vào thế đấy. Em đang cấu với Huyền lắm rồi đấy. Riêng cái màu xanh này nó sẽ không có lông mũ của chị nhá. Nó không có lông đâu ạ. Tại vì nó mất lông. Nó mất lông. Em thanh lý cho chị 250 một cái. 250 một cái ạ. Màu xanh không có lông á chị nhá. 250.000 ạ. Ngày mai các chị cứ gọi là cho em cho xin cái cân nặng chiều cao ấy. Đấy chứ ạ. Nó sẽ đánh là ML hoặc là LXL. Đấy chứ ạ. Nó có hai. Hỏi gì em mà em không nói là chị Tâm Quang. Khổ lắm cơ, comment các chị thấy không? Nó cứ nhảy như thế này luôn. Mà em làm sao nhìn từng comment mọi người. Các chị hỏi em trả lời à chị. Chị ưng mã nào chị cứ lên mã hàng đi. Em sẽ lên từng mã một luôn chị nhá. Chị thông cảm giúp em với. Bây giờ đang rất là đông người xem cái này. Mà bây giờ từng người hỏi từng câu một như thế này ạ. Chiều nay không chốt đơn nhà em vẫn đang gọi chốt đơn chị ơi. Chị Hiền Hiền comment mã hàng của em với ạ. Mã 633 nhá chị nhá. Em sẽ đánh mã này là mã 633. Chị Lê Vi ạ, chị Hiền Hiền ạ. Lên mã hàng kèm cụm số điện thoại cho em ạ. Màu đen này, màu hồng với tông màu xanh ạ. Đen hồng xanh em xả các chị luôn 250 một áo. Được chưa? Rẻ hơn một cái áo len luôn các chị nhá. Rẻ hơn một cái áo len. Đấy nó sẽ đánh là ML hoặc là LXL. Nhưng mà phong các chị cũng tầm cứ 48 cân đến 65 cân em chốt đơn. Cứ 48 đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. 633 một kèm số điện thoại ạ. 633 một cụm số điện thoại cho em mình lên đơn các chị này. Nhìn kỹ cho em cái form dáng của nó nhá. Đây là màu hồng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên la một tí ạ. Màu trên la nó bị sáng hơn một tông. 633 cho em ạ, 250.000. Vừa đẹp vừa ấm luôn ạ, chất nó dày các chị nhá, chất nó dày. Còn áo 9905 em còn, chị Thục Trần ơi, đợi em một chút, chị Lê Vi rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Cái màu nâu của phao dài ấy, hôm nay em về thêm một ít tí nữa, em có chục cái thôi, có đúng chục cái các chị nhá. Rồi em qua mẫu áo len các chị mình này. Len ít len lông các chị nhá. Thế cái ở ngoài cửa kia, đi. Lên cho em cái ngoài cửa kia luôn đi. Có một túi lông đi chị. Túi lông không phải nắp, không nắp vào được cho nó. Không nắp vừa. Ôi em điên thật đấy. Nó thử rồi. Không vào được. Tiếp theo mã này cho em ạ, lên nốt cho nó gọn đi các chị nhá. Lên nốt cho nó gọn đi cho em với ạ. Đây các chị này, em nó có đen với hồng ạ. Đen thì không có lông các chị nhá. Hồng có lông, nói chung là bây giờ giả cái này rồi thì các chị em cũng hoan hỉ giúp em với. Em toàn mặc em tháo lông mũ thôi. Em thế em toàn mặc em tháo lông mũ chị, em ít khi em mặc em để lông mũ lắm. Đấy. Các chị nhìn hàng của nó cho em ạ. Mấy size chị ơi? Mẫu em có đen với hồng đó chị nhá. Đen hồng cho em ạ. LXL à? Rồi ạ, LXL 2 size ạ. LXL 2 size ạ. Đây các chị gái nhá. Em thứ nhất là em đang đứng rất là xa màn hình. Em đứng xa màn hình với lại comment các chị trôi liên tục thế này. Em không thể nào em trả lời từng chị một được ý. Hả? Nguyên size L à? Mà em còn nguyên size L này. Em đang còn nguyên size L. Em đang có cả hồng cả đen các chị nhá. Em đang có cả hồng cả đen ạ. Mã hàng các chị comment cho là mã. Mã đánh mã bao nhiêu chị ơi? Em không đánh mã đúng không? Rồi. Thế thì mã này là mã gì nhỉ? Mã xịn 1 cho em nhận. Xịn 1 cộng số điện thoại. Nhà trạng duy nhất ngày hôm nay em có tầm còn là 20 cái thôi. Em còn tầm 20 cái ạ, xịn 1 cộng số điện thoại, em tặng các chị nốt 250.000. Cho nó hết hàng luôn các chị ạ, đau đầu lắm, mệt mỏi thực sự luôn ạ. Kỷ niệm luôn các chị 250.000 đồng một áo. Lên mã cho là xịn 1 và cộng theo số điện thoại. Đấy, màu hồng với tông màu đen nhá. Màu đen cho em ạ, màu đen nó không có lông mũ về, các chị cắt cho em cái cúc này luôn này. Có không? Rồi, có cái không? Có cái không cho em ạ. Nó sẽ có cả cái có cái không các chị nhá. Đây các chị này. Lên mã này cho em là mã xịn 1 ạ, cộng theo số điện thoại cho em. Màu đen với màu hồng hai màu cho em các chị nhá, hai màu cho em ạ. Đen hồng và cộng số điện thoại ạ. Còn nguyên size L. Size L cho nên các chị tầm 56, 57, 58 cân đổ về em lên đơn. Để chặn 58 cân đổ về chốt đơn hàng các chị tầm 50, 58 cân các chị nhá. 50 cân đến 58 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Xịn 1 cho em màu đen ạ. Màu đen với tông màu hồng ạ. Đen với hồng và cộng theo số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Xịn đột đen và xịn 1 cho em màu hồng các chị này. Đẹp quá này các chị ơi, chị Nguyễn 6 lên số điện thoại chị ơi. Đây tầm 57 cân đổ về là vừa đẹp luôn. Đấy, 50 đến 57 cân các chị yêu nhá. 50 cân đến tầm 56, 57 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Xịn 1 cộng số điện thoại cho em ạ, 250.000. Được chưa ạ? Ở trước hàng thì hơn 600 các chị này, hơn 600 bây giờ xả các chị luôn tại vì nó còn một size.
Thì chặn đó chỉ còn một size ạ. Riêng màu đen nó sẽ có cái nó có lông mụ, có cái không các chị nhá. Có cái có cái không. Đấy, ngày mai mà chị nào gọi là nhỡ mà vào cái mà không có lông mũ các chị em bị quan hỉ cho em với, tại vì giá lẻ giá xả sập sàn các chị mình rồi. Giá xả sập các chị mình rồi, 250.000 cho em một con áo lông như này. Đấy. 250.000 đồng một áo ạ. Lên cho em mã hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Hai trăm rưỡi, 250 một áo. Đây ạ, chị Lương Vũ ạ, chị Hằng Phan ạ, chị Huyền Phạm chốt đơn ạ, Kim Anh Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Hai màu cho em nhé, nó chỉ có màu đen màu hồng thôi, chỉ có đen với hồng ạ. Các chị lên mã hàng cho em ạ, toàn bộ dòng chất ướt cho em các chị nhé, toàn bộ dòng chất thô ướt cho em mới ạ. Paka treo sau 299 chị gái ơi. Paka hôm nay ạ, Paka dáng dài đồng giá 299, còn áo ngắn nhà em ạ có mã 250, có mã 260, có mã 250 260 cho em. Lên mã hàng kèm cho số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 250.000 đồng một áo, xịn một cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. 250 thì nhiều rồi. Có 250 một cái chị em mình chẳng phải suy nghĩ tí nào luôn. Cái giá nó đẹp như thế này. Cái giá nó đẹp như thế này luôn, tặng các chị luôn 250.000. Lên đơn hàng và cộng số điện thoại ạ, xịn một các chị nhá. Còn nguyên size L ạ. Đâu xem nào chị ơi. Đây cái này là cái gì đây? Em lên các chị một eo len nhá. Để em lên các chị một eo len luôn. Lên lông này. Em ơi thề luôn ạ. Lên lông các chị nhá. Được chưa? Xịn đét đẹp đẹp luôn ạ. Dày dặn như thế này luôn các chị nhìn hàng này. Được chưa? Đẹp đỉnh cao luôn của chất lượng. Được chưa? Đỉnh cao của chất lượng luôn ạ. Mã này là em đang có 1, 2, 3, 4 màu đúng không? Có 4 màu ạ, hồng đậm này, hồng đậm, hồng nhạt này. Hồng đậm, hồng nhạt này, màu xanh với tông màu trắng. Hồng đậm, hồng nhạt với xanh với trắng cho em ạ. 4 màu cho em các chị nhá. 4 màu các chị lên đơn hàng và cộng theo số điện thoại cho em với ạ. Đây các bác nhìn cho em một con len lông xịn này. Hàng hơn 300 các chị nhá, hàng hơn 300 ạ. Ngày hôm nay ạ, chị Yên rồi chia sẻ live cho em chốt đơn. Các chị nhìn hàng của nó cho em với toàn bộ hàng chất lượng ạ. Để chặn toàn bộ hàng chất lượng cho em. Các chị nhìn hàng cho em với ạ. Màu trắng các chị này, trắng gọi là trắng kem các chị nhá. Trắng là trắng kem cho em ạ. Màu xanh ạ, toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Toàn màu đẹp thôi em bảo rồi ạ. Đây màu hồng nhạt cho em này. Hồng nhạt này, hồng đậm này. Đó, màu xanh với tông màu trắng, 4 màu các chị nhìn nhá. Tắc ca dáng dài ạ. Đợi em tí chị ơi, áo chữ D ok chị Diệu Ngân ạ. Chị Liên Liên OG rồi ok chốt đơn ạ. Liên Chu Thị Hoàng chốt đơn ạ. Mã này các chị comment là mã xịn 2 đi ạ. Xịn 2 cộng số điện thoại cho em. Dày dặn đẹp các chị, dưới 65 cân đổ về. Để chạm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Nhưng mà mỗi mã nó có ít thôi ạ. Ngày mai chị nào hết hàng cũng đừng chửi em nhá. Tại vì tầm giờ này em không có cái gì nhiều đâu ạ. Tầm giờ này em không có một cái gì nhiều luôn. Em biếu các chị 199.000 đồng một áo. Để chạm 199.000 đồng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em một con áo len lông. Mã xịn 2 các chị này, xịn 2 cho em ạ. Len lông mềm lắm các chị nhá, không qua giờ bị dặm bị ngứa luôn. Không dặm không ngứa luôn các chị này. Xịn 2 cộng số điện thoại cho em với ạ. Nhanh tay mình chốt đơn hàng ạ. Nhanh tay mình chốt đơn hàng cho em ạ. Xịn 2 cộng số điện thoại cho em. Nó dày lắm các chị này, nó dày lắm luôn ấy. Len lông cho em các chị nhá. Len lông cho em. Xịn 2 cho em màu xanh này. Xịn 2 cho em ạ, tông màu trắng kem nhá các chị nhá. Xịn 2 màu trắng kem này. Xịn 2 em mặc là màu này là hồng đậm cho em gọi màu hồng đậm nhá. Có để tông màu hồng nhạt cho em ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Em xả luôn ạ. 199.000 đồng. 199.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại. Chị Lê Diệu comment mã hàng cho em với chị gái ơi. Comment cho em xin mã hàng nhé chị nhá. Xịn 2 cho em ạ. Chị nào trên tay mình có đơn ạ. Em bảo rồi giá đẹp chất đẹp ạ. Cảm ơn chị Lan Tạ nhá. Công nhận toàn mẫu đẹp. Em ơi ạ. Trời ơi chị ơi. Giá các chị này. Em bảo bây giờ em bảo rồi. Em bán rẻ hơn cả giá sỉ luôn. Tất cả các chỗ gọi là đầu buôn các chị nhá. Giờ này ạ, giá này là giá em bán xả sập các chị rẻ hơn giá sỉ. Đấy chị ạ, rẻ hơn giá sỉ lúc các chị nhìn trên áo này. Đấy, có giá như các chị có thể là sờ qua cái màn hình điện thoại các chị cảm nhận cái chất len của nó luôn. Đấy chị ạ, cảm nhận cho em cái chất len của len lông cho em này. Nó đẹp dã man luôn các chị nhá, xịn 2 cho em ạ. Xịn 2 cộng theo màu với số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ, từ khoảng là 45 đến 65 cân các chị nhá. 45 cân đến 65 cân cho em ạ, xịn 2 ạ. Kèm màu và kèm theo số điện thoại giúp em với ạ. Chọn màu luôn các chị nhá, chọn màu luôn tại vì số lượng hàng nó không có được nhiều ấy.
số lượng hàng nó không có được nhiều. Chị Lê Hương cho em số điện thoại ạ, chị Lê Thị Hà, Lê Thu Hà rồi ạ, chị Lê Phi rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Xịn 2 ạ, chọn màu cho em. Đó, chọn màu cho em màu trắng kem này. Chọn cho em ạ tông màu hồng nhạt các chị nhá. Chọn cho em ạ tông màu hồng nhạt này. Chọn cho em ạ tông màu hồng đậm này. Chọn cho em ạ tông màu xanh các chị nhá. Chị Nguyễn Ngọc comment cho em xin mã hàng chị ơi. Comment mã hàng giúp em với ạ, rẻ quá, chất đẹp ạ. Các chị đang mua ngoài đang là 350 một cái. Các chị đang mua ngoài 350 ạ. Được chưa ạ? Em tặng các chị mình ngày hôm nay ạ, 199.000 ạ. 199.000 đồng một áo ạ. Rồi em qua mẫu luôn các chị này. 199 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Tiếp cho em một mã này đi chị ơi. Một mã xịn cho các chị mình nữa nhá. Hàng nguyên tệp luôn các chị ạ, hàng nó nguyên tệp luôn. Xịn 2 trắng ạ, trắng xanh kem hồng đậm rồi, ok Trần Chiểu ạ. Chị Hoa Hoàng ạ, chị Mai Trang ok ạ, chị Maria Diễm Đoàn ok ạ, em chốt đơn ạ. Các bác ơi nhìn hàng cho em với. Để chị ạ, một con áo len thổ ạ chị này. Một con len thổ chị sò tiếp theo ạ. Em nó có màu hồng này. Màu hồng này. Ủa các chị ơi cái len của nó. À con này len lông. Nhưng mà dòng có kiểu rộng dạng áo thổ nhá. Em bảo rồi con này không đẹp các chị mình cứ trả lại cho em. Được chưa ạ? Con này các chị ơi không đẹp các chị mình cứ trả lại cho em luôn. Nhưng mà tiếc quá lại vì số lượng của nó không có được nhiều ấy. Số lượng của nó không có được nhiều á à, các bác ơi. Các bác ơi nhìn hàng cho em này. Xịn đét đẹp đẹp luôn. Đấy các chị nhá. Form dáng trẻ trung ạ. Lên cho là xịn 3. Xịn 3 màu hồng cho em các chị nhá. Màu hồng này. Màu vàng cho em nhá. Tông màu vàng này, tông màu đỏ này. Và tông màu này là màu gì nhỉ? Màu em gọi là màu gì? Hả? Màu này em gọi là màu cam đào các chị nhá. Màu cam đào này. Xịn 3 ạ. Cách số điện thoại ạ. Em tặng các chị 190.000. 190.000 một áo. Ừ rẻ hơn luôn. Được chưa ạ? Kỷ niệm các chị mình rẻ hơn luôn ạ. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Xịn 3 các chị nhắc. Mã hàng cho là xịn 3. Chị Trinh Trần comment mã hàng cộng số điện thoại giúp em chị gái ơi. Đây các chị này. Em bảo rồi đẹp lắm. Mà cái quần gì? Rồi quần sóc da, sóc dạ này. Hoặc là quần bò ấy. Đó xịn 3 cho em ạ. Màu này em mặc là màu hồng các chị nhắc. Hồng đậm cho em ạ. Màu hồng đậm này. Màu đỏ cho em rồi ạ. Màu đỏ cho em này. Xịn 3 các chị nhá. Xịn 3 nhanh tay cho em ạ. Mỗi màu có vài chiếc thôi. Mỗi màu có vài chiếc các chị nhìn len chúc em với ạ. Xịn 3 cho em ạ. 190.000 một áo. 190.000 một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng mà kèm theo số điện thoại. Ôi chị ơi màu đỏ này có hàng đấy. Màu đỏ có. Có vài chiếc thôi. Xịn 3 chị ơi, xịn 3 chị Bích Ngọc comment lại mã hàng cho em chị gái ơi. Comment lại mã hàng cho em với. Ôi màu vàng cho em này. Len nó sờ nó mượt mượt tay luôn các chị nhá. Sờ nó cứ mượt tay như này luôn ạ. Để chờ em tặng các chị 190.000 ngày hôm nay. Chị Duyên Duyên comment mã hàng chị ơi với số điện thoại nhá. Xịn 3 màu đỏ chị Hương Bùi comment mã hàng giúp em với ạ. Đá 37 ok chị Võ Thị Lan này. Quần tô lót nỉ em hết hàng chị gái ơi. Tô lót nỉ hết hàng ạ. Mã này cho em là xịn 3 cho em màu vàng. Xịn 3 hồng đậm này. Xịn 3 cho em ạ màu đỏ. Đó. Và màu cam đào cho em ạ 4 màu ạ. Chị Ruby rồi ạ. Chị Võ Liên ok em chốt đơn hàng ạ. Đây màu cam đào cho em này. Màu hồng này xinh lắm luôn chị ơi. Hồng này xinh lắm, trông nó trẻ lắm chị ơi. Đẹp. Đây màu này màu cam đào nhá. Quần bò suông thì em không bán chị ơi, em ở Hàm Yên Tuyên Quang. Em ở km 25 Hàm Yên Tuyên Quang. Hả? Rồi đợi đây chị. Đợi chị tìm. Đây nhá chị này. Đây màu cam đào cho em. Này. Xịn 3 màu cam đào. Em ơi màu nào cũng xinh luôn đấy chị ạ. Màu nào cũng xinh luôn, không thể nào bỏ qua được màu nào. Đấy, không thể bỏ qua được màu nào luôn ạ. Các chị mình dưới 65 cân các chị nhắc. Từ khoảng là 42, 43 cân đến 65 cân đủ với em chốt đơn. Xịn 3 cam đào và kèm số điện thoại. Mỗi màu em chỉ có tầm khoảng 5-10 chiếc thôi. Mỗi màu chỉ có 5-10 chiếc các chị nhìn màu vàng của nó này. Đấy, nhìn cho em hàng này. Xịn đét đẹp đẹp luôn các chị nhá. Để cho em tặng các chị 190.000 một áo ạ. 190.000 đồng ạ. Lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Giá đẹp chất đẹp luôn ạ. Chị em mình không phải suy nghĩ tí nào ạ. Like cuối cùng của năm luôn các chị nhá. Cái like cuối cùng của năm ạ. 2021. Đây. Màu vàng cho em này. Vàng xinh mà nhỉ. Màu vàng nó nổi tôn da.
Đấy, chị nào chốt màu vàng các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại ạ. Những cái dòng này nó gần kiểu là dạng len thổ nhưng mà nó sẽ là kiểu là dạng len lông á chị em, nó cũng là dạng len lông ấy ạ. Chất nó đẹp lắm. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng này trước giá cũ là 350 ấy chị nhá. Giá cũ là 350, các chị nhìn chất len của nó cho em này. Mềm ạ, mượt tay luôn ạ. À, chị Minh Hoa ok này, chị Xuyên Bùi chốt đơn hàng ạ. Thắm Hoàng Thị lên đơn ạ. Mã hàng cho em là xịn 3 và cộng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Hải ok em chốt đơn hàng ạ. Đẹp nhất cái nách luôn ạ. Chị Nguyễn Tắm lên số điện thoại chị ơi, màu đỏ này các chị này, màu đỏ này, màu cam đào này, màu vàng và tông màu hồng đậm cho em nhá, hồng đậm cho em này. Hồng là kiểu hồng 10 giờ ấy. Đó nó là kiểu hồng 10 giờ cho em ạ. Mã hàng cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn lại, chị Nguyễn Tắm ok em lên đơn nhá, xịn 3 kèm theo số điện thoại cho em mình có đơn hàng ạ. Em qua mẫu luôn này. Các bác ơi cardigan cho em. Được chưa? Em còn đúng bằng này chiếc thôi chị nhá. Em còn đúng bằng này chiếc thôi ạ. Các chị comment là xịn 4 ạ. Xịn 4 và cộng theo số điện thoại giúp em. Anh cho em ngủ chưa? Được chưa? Xịn 4 và cộng theo số điện thoại giúp em với các chị này. Đẹp quá thầy. Chất đẹp nhỉ. Ôi các chị ơi ạ, xịn 4 cho em với. Khóc chưa? Ôi các chị ơi, cái màu của nó cũng đẹp luôn các chị nhá. Để chị ạ, cái màu của nó cũng đẹp luôn này. Lên trên là mã trên là xịn 4 ạ. À đúng, phải không? Xịn 4 chị ơi. Muốn đủ hàng, ok chị Mari riêng Diễm Diễm ơi. Chị lên mã hàng đi, cô này cũng xinh nha chị này, chất nó dày lắm. Chất nó đanh nó dày lắm luôn ấy, xịn 4 cho em nhá. Cái mã này em bị sót thôi các chị nhá. Được chưa ạ? Hàng của nó, tất cả của nó hàng trước là hàng 350, 380. Em có 1 chiếc này, 2 chiếc này, 3 chiếc, 4 chiếc màu đỏ. Được chưa ạ? 4 chiếc màu đỏ em tặng các chị 199.000 đồng. Và 1 chiếc màu này em gọi là màu be các chị nhá. Màu này em gọi là màu be. Được chưa ạ? Xịn 4 màu be em còn đúng 1 cái, em tặng nốt các chị là 199. Còn đâu là còn 4 chiếc màu đỏ, 4 chiếc đỏ, 1 chiếc màu be. Em xả luôn 199.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng cho là xịn 4 chị ơi. Xịn 4 cộng số điện thoại cho em. Cái này là của nó là dòng cardigan các chị nhá. Cardigan da ngắn đấy. Đấy, dòng cardigan da ngắn cho em ạ. Xịn 4 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Các chị ơi, hàng gọi là xịn đét đèn đẹp như này luôn. Đó, xịn đét cho em các chị nhìn này. Đường kim mũi chỉ các chị nhá. Chất nó dày dặn và đanh chất luôn ạ. Chứ không phải là chất rộng và mỏng tèo tèo các chị này. Đấy, nhìn qua cảm nhận giúp em với, cảm nhận qua màn hình điện thoại cho em như này. Nói chung là nó cũng không có nhiều. Xịn 4 ạ, cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Đấy chị này, còn đúng một cái màu kiểu màu da, màu be ấy. Đấy, một chiếc màu da, màu be cho em hết luôn nhá các chị nhá. Hết luôn mẫu này cho em ạ. Đâu? Đâu? À, cái đấy tí nữa báo với lại chủ hàng. Ừ. Ơ, cái này không có mấy nhở? Ôi trời ơi, mỗi màu còn 2-3 chiếc các bác ơi ạ. Tuyết tuyết cho em này, hình bông tuyết cho em các chị nhá. Đẹp dã man luôn các chị này. Thì chạy, mã này các chị coi là xịn 5. Xịn 5 cho em tiếp theo một con len lông các chị nhá. Tiếp theo một con len lông luôn. Bán rồi à? Bán mà tiếc. Khóc không? Khu khu không? Khóc mà. Khóc không? Ừ, bắt cái tao đỏ. Bán bao tiền? Trên tỷ 3. Tỷ 3 mất 400 à? Tỷ 3 nhưng mà khổ những cái khó. Ôi đẹp quá, nhưng mà em thấy luôn là mỗi màu nó chỉ có 2-3 chiếc các chị nhá. Mỗi màu chỉ có 2-3 chiếc thôi. Xịn 5 cho em. Các chị ơi ạ, xịn 5 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. À, nó là dáng dài chị ơi, ở trong đống đằng sau em là dáng dài chị gái nhá. Mã này xịn 5 cho em các chị này. Thôi ạ, mỗi màu còn 2 chiếc các chị nhá. Mỗi màu còn 2 chiếc, chị nào mình nhanh tay thì mình có đơn. Xịn 5 đúng không? Màu xanh này. Xanh này của nó sẽ là xanh nhạt các chị nhá. Xanh đậm cho em ạ. Đấy, xanh nhạt, xanh nhạt, mỗi màu có 2 cái các chị ạ. Mỗi màu em còn 2 chiếc. À, cảm ơn chị gái. Đây màu trắng cho em này, màu trắng này và tông màu, màu này em gọi là tông màu hồng đậm các chị nhá. Hồng đậm, hồng tím. Màu hồng tím ạ. Xịn 5 cách số điện thoại em tặng nốt các chị 199.000. Em tặng nốt các chị mình là 199.000 đồng một áo ạ. Dưới 65 cân đổ với em chốt đơn ạ.
dưới 65 cân đổ với em. Chỗ đơn hàng các chị nhìn mặt len của nó này, xịn 5 cho em với ạ, xịn 5 và cộng theo số điện thoại cho em màu hồng tím nhé các chị nhá. Màu hồng tím này, hồng nhạt cho em này, màu trắng kem này. Đó, màu trắng kem các chị nhìn hàng này. Em bảo rồi ạ, giá gọi là đẹp nhất vịnh Bắc Bộ luôn. 199.000 đồng một áo. Đây là màu xanh đậm cho em các chị nhá, xanh đậm này. Màu xanh đậm và tông của xanh nhạt. Xanh đậm với xanh nhạt cho em. Đây là xanh đậm cho em ấy, các chị yêu nhá, xanh đậm cho em rồi ạ. Kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đây các chị này. Xịn đét đèn đẹp luôn các chị ơi, xịn đét cho em. Mỗi màu có 2-3 chiếc. Đây là màu xanh nhạt cho em ạ, xịn 5 nha các chị yêu. Đẹp gọi là, các chị ơi, các chị đã bậc lên lông nhé, các chị biết chất lượng đúng không ạ? Bây giờ là em bán rẻ hơn so với giá em nhập sỉ ngày trước rồi các chị nhá. Và nói chung là những dòng này các chị vẫn đang mua bên ngoài là hơn 300.000 một cái. Đây các chị này. Hàng này, mặt len của nó mướt tay lắm các chị ạ. Nó không phải cái dòng len lông của các chị mặc nó bị dặm dặm ngứa ngứa đâu. Dòng này nhé em mặc em du luôn. Mặc em du không bị dặm, không bị ngứa một tí nào luôn các chị này. Xịn 5 cho em, màu xanh nhạt này, xanh đậm này, màu trắng kem này, hồng nhạt này và hồng đậm các chị nhá. Tất cả em đang có 6 màu các chị này, 6 màu ở đâu? 2 4 5 màu các chị nhá. 5 màu cho em ạ. Em đang có 5 màu tặng các chị luôn ạ, 199.000 đồng một áo ạ, 199 mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Được màu nào cũng sướng các chị ạ, được màu nào cũng sướng luôn. Tại vì là cái tông màu của nó đẹp lắm, nó xịn lắm các chị yêu nhá. 199 cho em ạ, ngồi qua mẫu chị ơi. 199.000 đồng một áo ạ, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại em qua mẫu này. À, em còn một ít cái phao dài nữa đấy. Phao dài hôm nay em vừa được sale thêm một ít màu hồng, ám quên màu nâu ấy. Chị tìm một em luôn cái mã 017 nhá. Ôi, có cả xe S mà chị. Tìm em có xe S á. Cảm ơn chị Minh Ngô nhá. Còn ML thế á? Nhìn lại thế nào? Nó bảo em là có size S mà. Thật á? Ôi thế thì nó chỉ có ML thôi à? Buồn nhỉ? Nhưng mà thôi cũng về được cái màu nâu là tốt rồi. Mã này phao 023 nhá. Tìm hộ em màu đen luôn đi. Màu đen ở trên kệ kìa. Nhìn ở đây xem nào. Có đấy, ở đây có đấy. Mã này các chị có mày là phao 023 cộng số điện thoại ạ. Phao 023 và cộng số điện thoại cho em ạ. Ôi. Đó, các chị comment mã cho em là phao 023 và kèm theo số điện thoại. Em đang có cả đen cả nâu ấy chị nhá. Đen nâu với bây giờ nhỗi chỉ còn size M với size L thôi. ML 2 size ạ. Không, chúng ta các chị tầm 52 cân, 53 cân đổ lên các chị nhá. Từ 52 cân đến tầm dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. 52 cân đến dưới 60 cân đổ về chốt đơn hàng. Em xả nước các chị là 1.200.000 một áo. Được chưa ạ? 2.200.000 ạ, xả 1.200.000. 023 các chị này, phao 023 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Chị nào đã nhận được dòng phao này các chị cho em xin một cái feedback rồi. Hôm nay cái bạn gọi số hotline bạn ấy nghỉ rồi, chị Thu Hồng ơi, ngày mai gọi hộ em với ạ. Mã này các chị comment là phao 023 cho em ạ. 2.200.000 ạ. Xả các chị ngày hôm nay là 1.200.000. Chị yêu đã nhận được những cái dòng phao này của những em rồi, các chị cho em xin feedback. Màu nâu em về được đúng thêm 10 cái nữa các chị nhá. Màu nâu về thêm 10 cái ạ. Có ghi mã ở đấy mà chị Hoa. Ôi các chị ơi, ML màu nâu. ML cho em màu nâu ạ. Có cả màu đen nữa các chị nhá. Em lên màu nâu trước, nâu bên ngoài nó sẽ đậm ở trên livestream một tông ạ. Toàn bộ phao xịn này 2.200.000 ạ. Đúng không? 2.200.000 ạ. Xả các chị ngày hôm nay 1.200.000. Sập giá luôn các chị nhá. Đẹp quá, em cảm ơn chị gái. Đấy, chị nào nhìn tay em có đúng 10 cái màu nâu thôi. 10 cái màu nâu của size M với size L. Đúng 10 chiếc các chị nhá. Đẹp quá luôn này. Được chưa? Đẹp luôn các chị nhá. Nhìn cho em cái lông áo này. Đấy, nâu của size M với size L và đen của size M với size L. Em ở đây xem là có treo mẫu không? Không, chị phải cái hết. Không nhỉ? Treo à? Hết, mọi người. Hết đúng không? Đấy các chị này. Màu đen cho em ạ, nâu với đen hai màu cho em ạ. Toàn bộ dòng phao hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Toàn bộ dòng phao Quảng Châu cao cấp luôn. Các chị comment là mã gì ạ? Phao 023 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng các chị nhà mình là 1.200.000 một áo. Em bao giá toàn thị trường luôn. Được chưa ạ? Không ai bán giá áo này 1.200.000. Được chưa ạ? Chỉ có duy nhất em bán thôi các chị gọi là so sánh giá thị trường thoải mái luôn.
về nhà cho em với ạ, xem là bên ngoại trường người ta bán các chị cái mã này ạ, y hệt thế này luôn, cùng mã hàng ạ, cùng một mẫu như này, các chị đang mua bao nhiêu tiền? Chị ơi 60 cân chị mặc cho em là size L nhá, nhưng mà tùy chiều cao. Nhưng mà tùy chiều cao của chị mình ạ. Lên mã hàng mà kèm theo số điện thoại giúp em với ạ. Phong 023 cho em ạ, tông màu đen. Cảm ơn chị Thúy Hoàng, à Thủy Hoàng nhá. Chị Bùi Huyền lên số điện thoại cho em chị gái ơi. Phong 023 và cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đây màu đen các chị này. 023 màu đen. Màu đen nó là cái màu truyền thống mà không bao giờ bị lỗi màu, lỗi mốt. Màu nâu các chị mặc cho nó sang và trẻ trung ạ. Đấy, hai cái màu này em là chị Đặng Lợi comment là cho em xin mã hàng với số điện thoại chị ơi. Muốn mua tiếp đẹp quá, lấy luôn đi chị ơi. Lấy luôn đi. Dòng phao này chị em mình mặc không bao giờ bị mất mốt luôn ý. Mặc chung rất là xa luôn. Những các chị đi với đôi bốt này, đôi bốt cổ thấp ý. Đi bốt cổ thấp cho em hoặc bốt cổ lửng ý. Với mặt đùi này, rất là đẹp luôn, bắt chân ý. Đó, tôn dáng cực kỳ luôn các chị nhá. Lên đơn hàng cho là mã phao 023 trên màu đen. Đen cũng có size M với size L 48 cân mặc rộng. Chị ơi em hết size S rồi. Em hết size S thì chỉ còn nâu với đen thôi. Size M với size L ạ. Chị chỉ không muốn em còn đúng một cái size S, chị nông luyến em hết hàng. Cảm ơn chị Minh Ngô, đẹp quá, chất đại xịn mọi người đi. Mọi người mua đi quần áo nhà Loan rẻ để chất lượng tuyệt vời. Em cảm ơn chị 75 cân cũng vừa đó chị Lam Vi ơi. 75 cân cũng vừa nhá. 023 chị Diễn Đoàn ok. Đen với nâu hai màu cho em ạ. Đen nâu hai màu ạ. Cái nâu này em chỉ còn 10 chiếc các chị nhá. Cái này là hàng em vật bù thêm ấy. Chứ còn hôm trước là không còn cái nào ấy. Hôm trước mà chị nào mà em báo hết hàng hôm nay các chị là có mã này hôm nay các chị mình đặt lại giúp em rồi ạ. Đây chị này màu nâu cho em này. Xịn đét đèn đẹp luôn các chị nhá. Đó, xịn đét cho em như này ạ, 023 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Bùi Huyền lấy size L này, chị Trần Ngát ok em chốt đơn hàng ạ. Paka đợi em một chút chị gái ơi. Chị Kiều Kim Hiền ok chốt 023 này. 023 và kèm số điện thoại ở trên nóc kia đúng không chị? Trên nóc đấy. Ờ, chị 904 là đây, còn một cái size S. Chị lấy hộ em cái, xong là mã 017 cái kiểu luôn đấy, còn cái gì bán nốt cái đấy đi. 630 cho em không còn size vừa. 9905 em còn màu đen hay sao, đợi em một tí chị nhá. Còn giờ, cái này nó nghịch, nó khích cả mình này. Chị Dương Lam còn màu đen rồi. Đưa cho em một cái đấy đi, chị nhắc ở đây không cần được xem sai. Cái 04, đấy 04 cái còn một cái sao ấy. Ơ, sao lại còn cái size M này? Thế hôm nay ai bảo là còn cái size S mà. Các chị em còn một cái 9904 size M, chị nào vừa các chị lấy luôn nhá. Chị Thảo Nguyễn ơi comment mã hàng cho em với. 55 cân mặc size M tùy chiều cao chị ơi. Đem còn một cái 9904 màu đen của size M này. Còn đúng một cái 9904 màu đen của size M, chị nào bậc vừa các chị chốt đơn luôn. Em cũng trả nó con này là 1,2 triệu. Còn đúng một cái chị nhá. Chị Tú Bùi ạ, chị Nga Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Đây chị này, dưới 54 cân, dưới 55 cân em chốt đơn. Từ 50 cân đến 55 cân em chốt size M có con này cho em các chị này. Đúng một chiếc 9904 nhé chị nhá. Còn đúng một cái của mã 9904. Đấy bác nào mặc vừa cái size M các chị chốt đơn luôn ạ. Từ 50 cân đến tầm khoảng 54-55 cân. 50 cân đến 54-55 cân. 9904 size M màu đen. 9904 size M màu đen ạ. 023 nó là màu nâu chị nhá. 023 là màu nâu không phải màu vàng đâu. Màu vàng thì nó lại không đẹp. Màu nâu nó mới xinh. Chị Thanh Trần là 023 màu nâu. Màu đen size M đây này, em còn đúng một chiếc của size M 9904 này chị ơi, 1,2 triệu. 9904 1,2 triệu ạ. Chị Nguyễn Minh ok em chốt đơn ạ. Màu đen ạ, đá một dồn đơn. Đây chị này, size M nhá chị nhá. Chị nào ngày mai chốt vừa với size M gọi điện vào số hotline chốt đơn hàng luôn của em không có hết tại vì đúng, còn đúng một cái thôi. 9904 ạ, size M màu đen. 9904 size M màu đen ạ, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em 1,2 triệu size M chị nhá, size M cho em với ạ. Rồi, qua đi chị ơi. Mã này cho em là mã 9905. Màu nâu thì em chỉ còn size M thôi. 9905 em nó có cả nâu cả đen nhá, size M. Nâu còn đúng một cái size M màu nâu. Hôm nay em nhận được áo rồi, em cảm ơn chị nhá. Đây ạ, cái này em còn một chiếc 9905 màu nâu này, size M. 9905 màu nâu của size M, các chị lên đơn được cộng số điện thoại ạ. Đây là em 54 cân này. Đó, từ 50 cân đến tầm 54-55 cân. Nếu các chị tùy chiều cao các chị, nếu mà chị cao ấy, mình mặc vừa được size M. Đây, đẹp quá này, còn một chiếc này. 9905 1,2 triệu ạ.
9905 trên là 1.200.000. Còn một cái màu nâu của size M nhá. Và còn đen của size M với L. Đen của size SML này. Đen có cả SML luôn hay sao ấy. Đó, đen SML các chị này. Đen SML cộng số điện thoại ạ. Mã này chính là mã 9905 nhé chị nhá. 9905 ạ. Màu đen của size SML, màu nâu em còn một chiếc size M các chị nhá. Lên đơn hàng chính là 9905 mà cộng số điện thoại cho em ạ. 1.2 triệu. Đang ngoài giá buôn 1.7.8 triệu các chị ạ. Đang ngoài giá buôn là 1.7.800.000 ấy. Bây giờ em bán cho các chị có 1.200.000 ạ. Quá rẻ luôn đúng không ạ? Xả lỗ các chị này. Xả giá đẹp các chị luôn. Được chưa? Xả giá đẹp các chị mình luôn. Ngày hôm nay em nói cứ bị vấp ấy lại líu hết cả lưỡi luôn. Đây màu đen cho em. Màu đen của size SML các chị nhá. Từ khoảng là 45 cân đến tầm 60 cân. 45 cân đến 60 cân ạ. Mã hàng trên là mã 9905 màu đen ạ, kèm số điện thoại ạ. 9905 cho em màu đen và cộng số điện thoại cho em ạ. 1.2 triệu size SML các chị nhá, màu đen. Đây mặc lên gọn người dã man luôn. Mặc lên gọn người dã man luôn các bác này. 9905 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 1.200.000. Mã 9905 màu đen ạ. 9905 màu đen ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại giúp em và các chị gái nhá. Em bảo rồi ạ, giá siêu đẹp các chị này, giá siêu đẹp luôn. 1.200.000. Rẻ hơn cả giá buôn. Đấy, các bác đi buôn các chị nhìn qua các bác biết nhá. L đo bụng đi Loan, Loan đo bụng đi Loan là sao chị Vân ơi? Chị theo lê chốt 9905 này. Em đa số là còn màu đen chị nhá. Mã hàng 9905 em đang còn màu đen thôi, còn đúng một cái size M của màu nâu thôi ạ. Đúng một cái size M màu nâu ạ. Lên đơn hàng cho là 9905 màu đen và kèm số điện thoại là mình chốt đơn hàng ạ. 1.200.000 một áo chị yêu. 1.200.000 ạ. Đẹp nhỉ. Không ai bạn 1.200.000 chị ơi. Màu đen không có XL chị nhá. Màu đen này có SML đấy ạ. Màu đen này có size S, size M và size L ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Hôm nay nhận được áo đời đẹp miễn chê, em cảm ơn chị ạ. Sao ơi chị Tạ Vân ơi. Chị Phạm Liên ok chút 9905 màu đen. Đa số là còn đen nhá. Size L 60 cân màu đen ok chị luôn ạ. Có size L chị ơi, có SML chị nhá. Có size S, size M với size L. Chị chấu dình ok em chốt đơn ạ. Bộ nhung em hết hàng của chị Hoa Lê Thị ơi. Đấy bạn đây các chị có phải là 9905 trên mã tôm màu đen và cộng số điện thoại ạ. Màu đen màu đâu. Trên mã 017 chị ơi. 017 chị ơi. Rồi tiếp theo mã 017 còn màu đen. Còn nguyên size M á? ML à? Không có size L á? Ở chỗ nào đấy? Dưới á? Còn 5-6 chiếc này, mã 017 đấy các chị ơi. Mã này các chị lên cho là mã 017 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 017 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng mẫu này ạ. Mã này lên trên là mã 017 các chị nhá. Chị ơi lấy cho em cái chồng cao cao ở ngoài kìa. Cái chồng đen đen của các bác căng ngắn ấy. Đấy, cái chồng cao cao ở ngoài kia là xem hộ em là mã gì vậy. Đây mã này trên là mã 017 các chị nhá. Em đang còn size M màu đen này. Con này thì gọi là dáng của nó dáng lỡ lỡ. Dáng lỡ lỡ cho em ạ. Muốn mua áo dạng ngắn mà có size 60 cân cũng em được. Em một tí chị ơi, có đấy chị ạ. Ui các chị ơi, cái dáng nó đẹp kinh khủng luôn ấy. Còn size M nhá, hiện tại em đang tìm được size M thôi. Chị em là vừa cái size M các chị chốt đơn hàng thì là mã 017 ạ, màu đen. 017 màu đen và kèm số điện thoại. Tất cả cái dáng này mặc rất là dễ luôn các chị ạ. À, có mẫu nào vừa đẹp vừa rẻ không sắp ơi ạ? Có luôn. Áo này các chị đang mua rẻ là 1.200.000 chị ạ. Rẻ nhất con này là 1.200.000. Cái này em còn 5 chiếc các chị nhá, 5 chiếc của size M. Đó, 5 chiếc của size M ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Giao Tết tôi mà còn nhiều hàng với em gái, em yêu. Chị ơi, thực sự luôn là cái mã này em hôm nay mới về được hàng. Cái mã Bắc Ca ấy, đặt hàng mà đến hôm nay các chị biết là đến ngày hôm nay là ngày 20 âm đúng không? Nó mới về được hàng thì em biết làm thế nào hả chị? Đấy, tắc biên, chị ơi tắc biên ngày hôm nay mới trả hàng cho em thì em cũng đành phải xả lỗ đấy chị. Bắc Ca ấy, cũng không biết làm thế nào tại vì hàng đặt rồi, tiền cọc rồi thì người ta trả lúc nào thì biết lúc đấy thôi. Đấy,
Mã này các chị coi là 017 chị nhá. 017 và kèm theo số điện thoại cho em. 017 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Chị Vân, Tạ Vân là như thế nào đấy? Cứ dị Loan ơi với Huyền ơi là sao? Chị Tạ Vân là chị nào đây? Hả? Tạ Vân là chị nào cứ Loan ơi với Huyền ơi vậy? Không hiểu kiểu gì. Như của cái con mình nó bị ấy. Không biết được. Chị Vân là Tạ Vân ở dưới 21 đúng không? 017 1 triệu 2 chị ạ. Em xả các chị 1 triệu 200 chị ơi. 1 triệu 200 nghìn một áo. Các chị lên đúng mã hàng chứ là mã 017 và kèm số điện thoại ạ. Đây chị này, dáng phao rất là xinh luôn ạ, dáng eo nhá, nó sẽ có cái đai đai ấy chị này. Nó sẽ có cái đai đai ấy, làm cho cảm giác mình eo rất là gọn luôn ạ. Tặng các chị là 1 triệu 200 nghìn, giá đẹp luôn ạ. Hàng 2 triệu 2 giờ xả các chị 1 triệu 200 ạ. Đó, xả 1 triệu 200 nghìn ạ, các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại giúp em với ạ. Bụng 76 chị bằng bụng em. Bụng em cũng eo 76 này. Em cũng eo 76 chị Vân ơi. Chị Nguyễn Thị Loan ok chốt 017 size M. Chị nào vừa cái size M các chị lên đơn nhá. Chị Hiền Phương ok chốt đơn hàng ạ. Chị Phạm Liên ok em chốt đơn ạ. Còn có 5 cái thôi mà. Còn có 5 cái em xuống luôn nhá. Đấy còn có 5 chiếc em sẽ xuống luôn. Tí trượt lại like của em với chị Nguyễn Minh ơi. 017 màu đen ạ. Kèm số điện thoại ạ. Chị Phạm Thị Huệ rồi ok. Đây mã này này. Mã này có ML đúng không? Rồi các chị comment là mã này mã 638 đúng không? 638. Ôi em ơi cái gì? 38 hay sao? Không, cứ làm sao. 633, 633. Đây cái mẫu này em còn nguyên màu đen các chị này. Nhìn cho em một con áo khoác các chị nhá. Nhìn cho em một con áo khoác cho em với các chị này. Đấy, đang còn nguyên một màu đen. Em đang còn nguyên màu đen ạ. Dòng của nó chất thô ướt các chị nhá. Dòng chất thô ướt cho em ạ. Lên cho là mã 638 ạ. Kèm số điện thoại ạ. ML 2 size. Đó, em đang có size ML các chị này. Con này của nó là dòng kiểu parka ngắn nghĩa chị nhá. Dòng parka ngắn cho em với ạ. Lên mã hàng cho em là mã gì nhỉ? 638 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 40 cân đến 60 cân lên đơn các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Ờ, chị Vân ơi vào kho chị nhá. Chị chạy vào kho em với ngày mai lên nhà em để vào kho em cái. Ờ, lên parka đi em lên rồi chị ơi. Mã này các chị có phải là 638 chị Mai Thoa không còn 017 màu nâu size S đâu chị ạ. Bây giờ nó chỉ còn size M với size L thôi. Chị Tùng mẫu ok chốt đơn hàng ạ. Parka 299 chị ơi, parka dáng dài 299. Còn mẫu này là dáng ngắn cho em các chị nhá. Dáng ngắn cho em này. Còn hai size là size M với size L. Còn đúng một màu đen. Em kỷ niệm các chị mình ngày hôm nay là 250.000 đồng một áo ạ. Mình nhanh tay mình có đơn em còn tầm chục cái em xả luôn các chị. Mức giá là 250. 638 của ML 2 size các chị này. 638 2 size là size M với size L màu đen nó rất là dễ mặc luôn. Thực ra là màu đen là em bán chạy nhất luôn ý. Tại vì màu đen là các chị chọn nhiều. Đấy. Nhưng mà tại vì là vì lý do là các chị mua nhiều cái màu đen cho nên em sẽ gọi hàng nhiều hơn. Và bây giờ nó còn sót một màu đen như này. Nó còn màu nâu với lại màu trắng thì em hết rồi. Nâu với trắng kem em hết hàng. Bây giờ còn một màu đen xả luôn các chị là 250. Được chưa ạ? Hôm trước vẫn nào 399 đúng không? Ngày hôm nay xả luôn các chị là 250.000 đồng một áo. Mã hàng chỉ là 638 mà cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị nhá. 638 chị ơi, 638. Đấy, nó chỉ còn tầm chục cái thôi. Nó còn tầm chục cái thôi ạ. Em tặng các chị mình 250.000 đồng. Em bảo rồi ạ, nó chỉ tầm bằng cái áo len thôi. Mà các chị được sở hữu một con parka ngắn hàng lót lông các chị nhá. Dáng ngắn trên một con khoác hàng lót lông bên trong cho em như này. Để chặn 638 và cộng số điện thoại giúp em với ạ. 40 cân đến 60 cân em lên đơn. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. 638 kèm theo số điện thoại ạ. Đây ạ, ML 2 size. Nó sẽ có hai size ML, tôi em qua mẫu luôn cũng hết hàng. Không có hàng mà lên luôn ý. Đây cái gì đây chị? Cái này parka là có mấy form size L. Ờ, còn nguyên size L cũng lên. Đây nha các chị nha. Cái mã này thì em đang còn nguyên một màu và còn nguyên size L. Còn nguyên một màu và em còn nguyên size L. Các chị có mấy là mã 6, à đâu, XL mà chị? XL, à, màu nguyên XL. Còn nguyên một size XL. Đấy, mã em còn nguyên một size XL, các chị lên mã này cho em luôn này. Các bác mình comment cho là mã 627 ạ. 627 và kèm số điện thoại ạ. Ôi các chị ơi, nghe giá cho em là các chị cứ đừng gọi là đừng ngất các chị nhá. Để chặn nghe giá hộ em đừng ngất đây các chị này. Nhìn hàng cho em nó quá là đỉnh cao luôn các chị nhá. Mã hàng cho là 627 cộng số điện thoại cho em ạ. 627 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếc là nó có ít thôi.
Đấy, nó tiếc, em tiếc là nó có ít hàng quá mẫu này cho em ạ. 627 em sản luôn các chị 299.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? Em tặng các chị mình 299.000 đồng một áo nhưng mà nó chỉ có tầm khoảng là 5 6 cái thôi. Nó có tầm 5 6 cái mã 627 cho em ạ. 299.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng mà cộng số điện thoại cho em. Đấy chưa ạ? Các chị mình lên đơn hàng cộng số điện thoại XL các chị tặng mình tầm khoảng là 50 cân đến tầm khoảng là dưới 60 cân đổ về. Từ 50 cân đến 60 cân cho em mã 627 chị nhá. 6 cái. 6 cái. Được chưa? Em có đúng 6 cái. Màu này là màu be đậm cho em. Được chưa? Màu be đậm cho em ạ. 627 và cộng số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng một áo ạ. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. 6 cái nữa các chị nhá. XL từ 50 cân đến tầm khoảng là dưới 60 cân đổ về. 50 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. 627 kèm số điện thoại bên trong lót lông em xả luôn các chị 299.000 đồng một áo các chị này. 299 ạ, lên đơn ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại giúp em với ạ. Qua tiết áo len này. Lên nốt con áo len các chị mình luôn. Lên nốt con áo len các chị nhá. Len đẹp luôn ạ, à. Len lông nhá các chị nhá. Len lông mã này xịn mấy chị ơi? Xịn 6 đúng không? Rồi ạ, xịn 6 cho em. Các chị nhìn hàng của nó này, đỉnh cao của chất lượng luôn ạ. À. Các chị nhìn len lông nhà em này. Để chị ạ, xịn 6 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. À. Xanh này, hồng nhạt, hồng đậm với tông màu trắng, 4 màu cho em nhá. Xanh, hồng nhạt, hồng đậm và tông màu trắng ạ. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. Xịn 6 các chị ơi. Không có đâu chị Hoài thêm ơi. Còn màu nào thì em lên màu đấy thôi. Tại vì bây giờ làm gì còn đủ màu nữa chị. Kéo cánh cửa xuống chưa. Mã hàng lên cho là xịn 6 và cộng số điện thoại ạ. Em ơi nó đẹp thực sự luôn ấy. Xịn 6. Em mặc màu xanh ấy chị nhá. Màu xanh này. Len lông nó thường mềm nhũn luôn cho em như này. Được chưa ạ? Len nó cứ gọi là mềm nhũn cho em như này các chị này. Xịn 6 cộng số điện thoại cho em ạ. 199.000 đồng. Được chưa ạ? Em tặng các chị mình 199.000 đồng một áo. Màu xanh các chị nhá. Màu trắng kem cho em này. Được chưa ạ? Xanh này trắng kem này. Đấy, màu này còn là hồng nhạt các chị nhá, hồng nhạt với tông màu hồng đậm mã xịn 6 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, 199.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. Các chị mình lên đơn hàng mà cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000. 199.000 đồng một áo. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ, xịn 6 các chị này. Màu rất là đẹp luôn mà cầm cái áo nó nặng tay luôn các chị nhá, cầm cái áo nó nặng tay luôn, hồng đậm này các chị ơi ạ. Hồng đậm cho em ạ, tí em khoác len sau chị nhá, chị Lê Vi nhá. Len này mặc mềm thích lắm và quan trọng là không bị dặn bị ngứa. Đấy có những cái len mà mặc vào là các chị một tí nữa các chị phải cởi ra luôn tại vì nó rất là ngứa luôn, nó dặn lắm. Nhưng mà len này các chị này, em các chị thấy em mặc quần áo hai dây mà nó cứ gọi là nó êm du luôn, không dặn không ngứa tí nào. Nếu mặc bị dặn bị ngứa các chị mình quay đầu giả hàng lại cho em. Tại vì mã này em bán của nó quá là nhiều hàng từ đầu vụ đến giờ rồi mà toàn bộ là hàng hơn 300. Còn dầu gội chị ơi, dầu gừng chị nhắc dầu gừng cho em là 420 một cặp. Dầu gừng xịn là 420 một cặp. Chứ em không bán hàng gọi là hàng vớ vẩn nữa các chị đâu. Còn có 3-4 cặp dầu gội thôi ạ. Đâu chị nhà dầu gội nhà mình để đâu ấy. Em còn có đúng 3-4 cặp dầu gội gừng các chị nhá. Dầu gừng cho em là 420.000 một cặp. Gội nó gọi là nó thơm dịu ấy. Nó mềm tóc cực kỳ luôn ạ. Dùng còn sướng hơn cả dầu hấp. Đấy. Còn hơn cả mình đi hấp ở tiệm luôn ấy. Bọn này ăn trộm rồi. Nó để ở đâu rồi không biết. À hôm nay có khách vào lấy rồi. Có khách vào lấy rồi. Đây ạ, xịn 6 cho em. Xanh này, hồng đậm các chị này. Màu hồng đậm cho em. Đó, màu hồng nhạt các chị này. Hồng nhạt này và tông màu trắng kem ạ. 4 màu ạ nhé, xịn 6 cho em 199.000 đồng một áo ạ. Xịn 6 199 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. 199.000 đồng các chị không nghe nhầm giá luôn. 350 sale 199 ạ. 350 sale 199.000 đồng. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại. Em bảo rồi chất không đẹp không lấy tiền. Chất không đẹp không lấy tiền. Đây là dầu gội em còn chị nhá. Em còn sót 5 cặp dầu gội nữa. Em còn sót 5 cặp dầu gừng, các chị comment cho là dầu gừng mà kèm số điện thoại. Tinh chất có rất là đậm đặc luôn các chị nhá. Dầu nó đậm lắm, đậm đặc lắm các chị này. 420.000 một cặp dầu gừng cho em ạ. Các chị comment là dầu gừng mà cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. 420. Em bảo rồi ạ, chị em mình mà bỏ qua cặp dầu gội này thì hơi bị phí luôn, nhất là chị nào mà da dầu ấy, da gọi là cái da đầu nó dầu ấy
là thứ nhất này, tóc hay bị rụng ấy. Đấy, cái này là em dùng cho cả người lớn ạ, dùng cho cả trẻ em, dùng cho cả mẹ bầu được. Dầu gừng ạ, em còn sót 5 cặp cho chị đào nhanh tay thôi các chị yêu nhá. Tại vì hàng này thì em là hàng order. Đấy, toàn bộ khách đặt và em có lấy dư cho các chị thêm một ít thôi ạ. Nó sẽ có một cái set mini đi kèm như này. Để chạm một set mini. Các chị comment cho là dầu gừng và cộng số điện thoại ạ. Giá bán ngày hôm nay nhà em sẽ là 420.000 một cặp ạ. Taka 61 cân có chị ơi, chị Trần Thị Hạnh nhá. Đấy chị này. Đây là cái set mini dùng thử, thơm dịu lắm các chị ơi, nó không bị thơm nồng thơm nặc đâu ạ. À chị gội rồi ạ, mạ cụ ấy thơm mềm. Ông cảm ơn chị Bùi Hiền. Thơm đúng không chị? Em nghiện luôn cái mùi này. Em nghiện luôn cái mùi dầu gừng ấy. 420, có bên ngoài những cái thị trường đang bán những cái loại mà nó chỉ có hơn 100.000 là không không ấy đâu nhá các chị nhá. Em không bao giờ bán những cái hàng ấy luôn. Đấy, em không bao giờ em bán các chị những cái dòng đấy. Tại vì là cái đấy là bán để em thực sự luôn là em sợ mất khách lắm. Em không dám lấy cái loại mà dòng gọi hàng loại mấy về em bán cho các chị đâu. Em dùng cái nào em bán các chị loại đấy. Để cho em dùng cái gì em bán các chị loại đấy luôn. Còn những cái dòng này bên ngoài trường có nhái rất là nhiều luôn ạ. Nhái chỉ có hơn 100.000 thôi nhỉ. Hơn 100.000 thì nhập vào chắc cũng không biết là có đến 100.000 một cặp không. Nhưng mà em thật sự các chị luôn, em không hề dám bán luôn. Em không dám bán luôn. Đấy, bán ảnh hưởng đến uy tín của mình là em không dám bán. Khách khi bấm phát hiện ra hàng nhái mà phát các chị chửi mặt em luôn. Đấy, quần áo có thể mặc rẻ được các chị nhá. Quần áo có thể mặc loại rẻ được ạ. 50.000 nó sẽ có cái giá của 50.000. Nhưng các chị mua, ví dụ mình không kiểu là mua những cái chỗ mà không tin tưởng ấy. Mình mua cái loại đều ấy. Mình mặc có là tóc không mặc được. Thậm chí là tóc không mặc được nó còn rụng đi thì chết. Đấy, rồi gội để mình mặc kích thích mọc tóc mà mình gội xong là nó ngứa xong là nó rụng tóc đi thì còn nói chuyện gì đúng không ạ? Cái dầu gội này dung tích của nó nhỏ các chị nhá, 312ml. Đấy, chai nhỏ nhưng mà nó rất là đậm đặc luôn các chị ạ. Em dùng nó rất là lâu các chị này. Dùng lâu lắm, mỗi lần cho một tí ra bàn tay thôi không cho nhiều. Các chị về các chị cứ thử mở nắp ra các chị ngửi thử. Các chị mình ngửi thử cho em, nó thơm dịu, nó không phải thơm nồng đâu. Có cái loại mà loại rẻ ấy, mùi nó như kiểu là mùi dầu gió ấy. Em đã thử ngửi cái loại rẻ rồi. Đấy, em phải về em so sánh, em bảo là làm sao mà mình nhập đắt gấp 3 lần mà sao người ta bán ra nó chỉ có là nó chỉ có hơn 100.000 thì không biết là loại gì. Em mới mua một thử, em mua thử về em gọi là em đổ ra em so sánh thì một cái loại nhá, cái loại rẻ ấy, nó rất là loãng, nó loãng lắm, sao là mùi như kiểu mùi dầu gió ấy. Nó không phải mùi dầu gừng mà nó cứ gần như cả mùi dầu gió của mình ấy. Đấy, mùi sợ lắm. Thì em không biết là gội lên đầu của mình nó như thế nào. Em bảo thôi ạ, mình bán đúng theo cái lương tâm của mình thôi. Em bán đúng theo cái lương tâm của em thôi ạ. Chứ em không dám nhập cái hàng vớ vẩn để bán cho các chị. Em nhập vào những cái chỗ uy tín, em dùng cái gì em bán các chị cái đấy nhá. Để cho chị nào cảm thấy tin tưởng ok mình mua. Hôm nay nhận được hàng của đẹp lắm, có mọi tám la. Áo em mặc là mã xịn 6 đúng không? Xịn 6 màu xanh này. Màu hồng nhạt, hồng đậm với tông màu màu trắng kem. 4 màu các chị nhá, 4 màu cho em ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng ạ. 42 cân là một hơi rộng chị ạ, tầm 45 cân đổ lên. 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Từ 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Áo Burberry màu vàng á, em có chị ơi, nó có mã cổ tàu ấy chị ạ. Chị Hoa Tulip nhá. Mấy giờ chị nhỉ? 11 giờ rồi ạ. Hôm nay hàng nó về muộn quá cho nên là em lên muộn. Hôm nay 9 rưỡi mới lên đấy nhỉ. Dạ vâng. Rồi các chị ơi, nhanh tay chốt mã xịn 6 cho em đi. Tại vì là cái mã này em không có nhiều đâu các chị ạ. Lên nốt một cái mã nữa đi chị ơi. Kìa, cái mã kia còn vài cái đang trước mặt chị này. Đây. Cái đấy là cái gì đấy? Đấy là ấy, có mấy chiếc không? Tắt tăng ngắn màu đen á. Comment mã hàng cho em đi chị. Tắt tay. Tắt tay. Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm dầu gừng luôn đi chị ạ. Em cũng còn sót có mấy cặp thôi. Tại vì toàn khách quen các chàng đặt kiểu là nhờ em đặt hộ ấy. Thì em tiện em lấy cả thùng. Em lấy cả thùng thì nó giá rẻ hơn. Chứ còn đợt trước em mua lẻ là 450 một cặp rồi. Em mua lẻ của người quen là 450. Còn giá thị trường chắc chắn nó sẽ cao hơn. Đợt trước đợt đầu tiên của nó hơn 500. Sau thì là kiểu là giá thị trường nó cạnh tranh ấy. Thì nó giảm hơn mấy chục nghìn một cặp. Còn bình thường mà giá chính của nó ấy, từ cái ngày mà cách đây mấy năm ấy, nó là hơn 500.000 một cặp đầu gội đấy. Thì sau này thì kiểu là có nhiều hãng cạnh tranh nhau ấy thì nó được rẻ hơn, nó rẻ hơn ạ, nó hạ giá một chút nhưng mà hạ có vài chục nghìn thôi. Chứ không bao giờ thị trường tranh nhau một cặp đầu gội đến vài trăm nghìn. Tranh nhau từ 10, 50 đến 15, 20 nghìn thôi các chị nhá, chứ không bao giờ tranh nhau quá 1 phần 3, 1 phần 4 như thế luôn. Nên các chị phải hiểu là tiền nào của đấy thôi ạ. Còn khoác len không em còn chị ơi. Mai chủ nhật tối em cứ bán bụng một chút. Có chị phụ like, chị sợ ma chị cũng dám về.
có chị phụ like chị sợ ma chứ không về đâu chị ạ. Đấy, chị dọa em, chị bảo là mày mà like muộn ngày mai tao không hộ mày nữa. Thế em sợ lắm chị ạ, em sợ lắm. Cái này có mấy cái? Đấy, tắt tay nhá. Bằng này thì nhá. Ủa, cái này em có son 2 xanh này, 2 trắng này, 3 xanh này, 2 trắng, 1 hồng nhạt này, 2 cái màu hồng đậm cho em ạ, 2 hồng nhạt, 2 hồng đậm, mỗi màu còn 2 chiếc. Mỗi màu còn 2 chiếc các bác ơi, mỗi màu còn 2 chiếc này cho em ạ. Mãi xịt 7 cho em các chị nhá. Xịt 7 và lên số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị này. Xịt 7 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Mỗi này các chị từ 40 cân đến tầm 60 cân, 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Đây mã này là xịt 7 cho em các chị nhá. Xịt 7 cho em 199. Rồi lên phao đi nhá. Phao các chị thích phao dài hay phao ngắn? Mã này các chị từ 40 cân đến 60 cân, phao này phao nhỏ hơn này. 40 cân đến 60 62 cân đổ với em chốt đơn ạ. Xịt 7 và kèm theo số điện thoại các chị nhá. Xịt 7 cộng số điện thoại cho em ạ, 1 triệu. À quên. Chị ơi, bây giờ hết hàng rồi thì em không biết phải làm thế nào chị ạ. Bây giờ từ hôm 19 rồi thì hôm nay là nó không phải là dầu mọc tóc mà nó hỗ trợ kích thích mọc tóc chị ạ. Chứ không phải dầu này là gội phát là mọc tóc luôn. Đấy, nó giảm rụng tóc chị nhá, nó giảm rụng tóc thôi ạ. Chứ không phải nói là dầu này là dầu mọc tóc thì nói điêu. Nhưng mà em thấy là gội là cái tóc con em mọc rất là nhiều luôn. Thì chạm cái tóc con em mọc ra rất là nhiều luôn các chị này. Đấy, tóc nó mọc ra lởm chởm luôn đấy. Chị ơi em bảo này, cái hàng đấy thì hôm em like từ hôm 19 thì các chị biết là 7-8 nghìn người xem thì nó không còn số lượng nhiều nữa các chị ạ. Thì các chị mình thông cảm chứ không phải là đến ngày hôm nay gọi điện thì bảo hết hàng. Từ hôm 19 hôm nay là hôm 22 rồi, 3 ngày rồi, chốt 3 ngày hôm nay rồi thì nó sẽ hết hàng chị nhá. Nên là chị mình thông cảm giúp em với ạ, hàng cuối năm thì nó sẽ không có số lượng nhiều đâu. Chị nào hết thì cũng thông cảm, mà chị nào được thì hoan hỉ, mà chị nào hết hàng cũng thông cảm giúp em với. Chứ có hàng em bán chứ không em để ăn Tết à chị. Em để hàng em ăn Tết đâu chị. Chị mình thông cảm cho em nhá. Mua hàng mãi mãi em không thấy hàng về, chị ơi cho em số điện thoại em kiểm tra đơn hàng nhá. Mà chị bày cho em màu hồng đậm đấy chị này. Hồng nhạt. Đó, màu xanh cho em và tông màu trắng kem, 4 màu các chị nhá. 4 màu em tặng các chị 199.000 đồng ạ. Trắng kem luôn nhỉ chị Hoa Ban này, đẹp lắm các chị này. Nhìn lên lông cho em này. Để chị ạ, sờ mướt tay nó mềm lắm luôn các chị nhá. Chị bẩy cho em ạ, cách số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Nó đẹp đẹp long lanh luôn. Đó, 40 cân đến 60 62 cân đổ với em chốt đơn ạ. 60 62 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Chị bẩy và kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Cảm ơn chị Quân Giang nhá. Chị Giang Thúy Lâm ok chốt đơn hàng ạ. Hồng em có hồng đậm hồng nhạt, ngày mai bảo nhân viên là cho chị hồng đậm hoặc cho chị hồng nhạt đi ạ. Rồi em qua mẫu này, em còn đúng màu này trước tắt tay luôn ạ. Nói dẻo có pack ca ngắn không à? Pack ca ngắn em có chị ơi. Pack ca ngắn lúc nãy em bán rồi, bây giờ lên thêm một mẫu màu đen nữa chứ. Bây giờ chỉ có màu đen thôi ạ. Đấy, bây giờ hết hàng các chị cũng quay ra các chị check em bên này. Không biết phải làm thế nào. Bây giờ mà còn nhiều hàng là em cũng chết dở luôn. Mà hết hàng các chị quay ra các chị mắng bảo là xem like cả một buổi, cả một buổi tối, mất cả ngủ, không được chốt cái gì. Đấy, khổ thân em không. Bây giờ cho em xin cái mã này có màu đen phát. Áo da bây giờ chỉ còn da nhung kiểu dáng bomber chị ạ. Cái áo ấy nè. Ừ. Cái này còn nguyên size ra rồi. Đấy, cái mã chất lượng các chị nhớ không? Mã này mã chất lượng đúng không? Các chị nhớ mã này không? Bây giờ em đang còn shop một màu đen các chị này. Nó là cái mã chất lượng mà các chị đang mua ấy, đúng không? Đấy, nó chuẩn luôn các chị nhá, chuẩn luôn này. Còn size gì chị nhỉ? Nguyên size L ạ. Em còn nguyên size L màu đen. Chất lượng em đang còn nguyên size L của màu đen ạ. Các chị lên đơn hàng cho là chất lượng. À quên. Mã này cho em là gì? Đùa đâu ai lắp cái cục vào. 8815. Mã hàng cho là mã 8815 mà kèm số điện thoại. Em đang còn nguyên size L của màu đen của dáng ngắn như này. Các chị nhớ cái mã chất lượng mà mọi khi em hay bán cho các chị là 399 đúng không? Để chạm là 399.000 đồng ạ. Ngày hôm nay tặng nó các chị 250. Còn nguyên một size L các chị nhá, còn nguyên size L ạ.
Con này hôm trước nó có L, XL hai size, và bọn này bây giờ em chỉ còn một size là size L thôi. Các chị nhà mình tầm khoảng 42, 43 cân. Đến tầm khoảng là... Đấy chứ ạ. Đấy. Còn đến tầm khoảng 55 cân đổ về đấy ạ. Đến tầm 55 cân đổ về em chỗ đơn hàng ạ. Lên mã hàng cho em là 8815 và kèm theo số điện thoại ạ. Em xả luôn 250 các chị nhá. Em xả luôn 250 ạ. Đó, em xả luôn 250.000. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Mã hàng cho em là mã 8815 các chị nhá. 8815 cộng số điện thoại cho em ạ. 250.000 một áo ạ. 250.000 một áo 8815. Cái đen còn tầm chục cái màu đen. Còn tầm chục cái màu đen thôi. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn ạ. Dưới 55 cân đổ về em chỗ đơn hàng ạ. Dưới 55 cân đổ về em chỗ đơn hàng ạ. Còn đúng một màu. Thì cho em đã còn đúng một màu ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại giúp em với ạ. 8815 các chị nhá. Kim Tuyến Điện Hoa Chu ạ. Chị Thúy Giang Lâm lên số điện thoại chị ơi. Chị Hiền Phương ok chốt màu đen 50 cân có đơn. Đấy 250 một cái các chị mình nhanh tay cho em với ạ. Còn mẫu nào chị ơi? Ở trong góc nhà kìa. Còn mã nào lên nốt các chị mình cho các chị là ngày mai mà hết mã nọ thì mình còn có mã kia. Đấy, cái màu xanh xanh, cái màu xanh lạ lạ ngoài kia kìa. Ôi giời ơi, nó đẹp như thế này luôn các chị ơi. Các chị à, đẹp này chịu theo cho em. Để chị ạ, 8815 ạ, 8815 cộng số điện thoại giúp em với ạ. Đây, 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 mã này không chị lắp cái mã màu xanh lạ lạ của mấy con. Ừ, cái đây, đây có cái gì đây? Cái này có nguyên 2X rồi. Cái này còn nguyên màu hồng 2X cả. Các em có 4 con màu hồng 2XL các chị nhá. Có đúng 4 con màu hồng của size 2XL đấy ạ. Mã này cho em là mã gì ạ? Mã 36 này, 8836. Cái này em còn sót nguyên 3 chiếc màu hồng XL đấy. 3 chiếc màu hồng XL chị nào vừa chốt luôn cho em ạ. Size 2XL các chị nhá. Size 2XL các chị lên đơn hàng mà kèm cho số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em tặng các chị cũng 250 một áo này. 250 một áo của size 2XL cho em. Đó, lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 250.000 ạ. Các chị mình tầm khoảng là 50 mấy cân nhỉ. Nó sẽ có cái dây rút ở bên dưới các chị nhá. Dây rút eo bên dưới này cho em này. Em tặng các chị mình 240.000 chị ơi. Sửa giá cho em ạ. Tặng các chị nốt 240. Mã này cho em là 8836 các chị nhá. 8836 và kèm số điện thoại ạ. Còn màu hồng size 2XL em tặng các chị nốt là 240.000. Mã 8836 á. Chốt cho em mã này nhé. Ôi dồi ôi em muốn chốt lắm các chị ơi. Chỉ sợ ngày mai bị hết hàng thôi. Bán hàng theo cái kiểu mà cứ kiểu là thèm thèm cái này mệt lắm chị ơi. Tại vì nhưng mà nó không còn ý. Nó không còn ý. Bây giờ đã xả giá rẻ rồi. Mã cho là 8836 các chị nhá. 8836 240.000 ạ. 8836 cho em 240. Con này các chị phải tầm khoảng 57 cân đấy. 57 cân đến 65 cân. 57 cân đến 64, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 8836 size 2XL nhá các chị nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. 8836 chị nào thích mặc rộng các chị trên 55 cân mặc được. Nhiều chị là các chị thích mặc rộng rãi này. Từ 55 cân đến 65 cân. 8836 ạ, có đúng 3 chiếc các chị nhá. 240.000 ạ. 240.000 ạ, em xả lỗ các chị này. 240 ạ, cộng số điện thoại ạ. Mã này thì còn size LXL. Lên cho là mã 1803. Mã này cho là mã 1803 và cộng số điện thoại cho em ạ. LXL 2 size các chị nhá. LXL 2 size ạ. Mã có LXL 2 size, lên cho là mã 1803 và kèm số điện thoại ạ. Đó, 1803 và cộng số điện thoại cho em. 250.000 một cái. Rồi ạ, em xả các chị 250.000 một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đấy à, mẫu đấy à, có màu đen ạ. Chị làm sao đấy, thế này. Thì bọn nó phân riêng rõ ràng. Nó khác nhau ở chỗ nào đâu. Ờ, thì có màu đen ạ. Nó có màu đen mà. Để riêng cặp có mấy cái màu đen. Có màu là có màu đen. Ôi. Đây này. Thế màu xanh của size L à? Nó lại cứ phân theo mã này này. Nó bút đây. Cái này màu xanh thôi, nguyên màu xanh thôi. Không có màu khác, chỉ có một màu thôi. Được chưa ạ? Mã 1803 cho em ạ. 1803 cộng số điện thoại cho em ạ. 250.000 một áo các chị nhá. 250.000 một áo cho em là mã 1803 và kèm theo số điện thoại trong cái túi hộp cho em này. Đấy, size L à chị? Còn nguyên size L đúng không? Size L các chị tầm ở trên 50 cân ý chị nhá. 52 cân đổ lên tầm 57, 58 cân đổ về. 1803 cộng số điện thoại, cái này có 5 chiếc thôi. Có đúng 5 chiếc, em xả các chị luôn 1803. Ok chị Diễm Đoàn này. Chị Trần Thị Hoa, chị Hoa Nguyễn ok này. 1803 lên đơn kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Dung ok.
Thôi em không đọc tên chị nhé, em chỉ có đúng 5 cái thôi. Em chỉ có đúng 5 cái, các chị nhìn cho em ạ. Lót lông bên trong các chị nhé, lót lông bên trong rất là ấm ạ. Còn nguyên size L thôi. Còn nguyên size L thôi ạ, 1803 lên đơn cộng số điện thoại giúp em với các chị gái này. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi, cái màu của nó này. Để chạy cái màu của mã 1803 này các chị đây. 1803 cộng theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Này chị ơi, đây là cái màu khác, là màu khác. Hai hai một không, mã này có ML đúng không? Mã này lên chỉ là mã 2210 và cộng số điện thoại ạ. 2210 và cộng số điện thoại cho em. Chất đẹp nhỉ. Mã 2210 cho em với ạ. Thôi xả các chị 250 luôn. 250 luôn ạ. 2210 và kèm số điện thoại ML 2 size đúng không? ML 2 size ạ. Các chị mình từ khoảng 40 cân đến 58 cân. 40 cân đến 58 cân em chốt đơn ạ. 57 cân luôn, 40 cân 57 cân đấy chị ạ. ML 2 size con này form nhỏ cho em ạ. 2210 ạ. 2210 cộng số điện thoại cho em ạ. 250.000 đồng một áo. Đó, em sản lúc các chị là 250.000 đồng. Các chị comment là mã 2210 ạ, cách số điện thoại cho em mình lên đơn. Đó, cái này em còn mấy chiếc chị? 7-8 cái. Còn 7-8 cái các chị nhá. Lên đơn hàng cho là 2210 các chị gái ơi. 7-8 chiếc của size M với size L. 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 58 cân đổ với chốt đơn hàng thì là mã 2210 ạ, kèm theo số điện thoại giúp em các chị nhá. 2210 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Đó, đẹp quá các chị này. Mã 2210 có tầm 7 bao nhiêu cái? Tầm chưa đến chục cái. Chưa đến chục cái. Mẫu lẻ, toàn bộ mẫu lẻ thôi các chị nhá. Ừ. 2210 cho em các chị ơi, 2210 ạ, cách số điện thoại cho em ạ. Đó, giá các chị ngày hôm nay là 250. 250 một áo ạ, liên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Mã 2210 các chị nhá, màu đen ạ. Hai một tám bảy, mẫu này còn mấy cái? 2187 đen cam, còn một con M một con N, đen thì còn hai con M ba con N. Đen à, cam 1M 1L. Mời màu đỏ cam này. Đỏ cam còn 1M 1L này. Màu đen có size gì? Đen có màu L, có mỗi con có 1 2 cái. Nói chung là không có số lượng. Mã này không có số lượng. Mã này không có số lượng các chị nhá. Lên trên mã này là mã 2187 ạ. 2187 kèm số điện thoại cho em. Màu cam em còn đúng một cái size M, một cái size L này. Màu đen thì còn size gì? ML. ML, màu đen đâu? Màu đen kia, mấy con đâu? Em con màu đen luôn. Màu đen thì có size M với size L các chị nhá. Để chị ạ, 260.000 một áo các chị này. 260 ạ. Đó, 260.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. 260. Mã cho em là 2187 ạ. 2187 ạ, kèm số điện thoại cho em. Đấy, màu đỏ cam cho em các chị này, màu đỏ cam. Mẫu này em chốt đơn các chị từ khoảng là 40 cân đến 58 cân các chị nhá. 40 58 cân đổ với em chốt đơn ạ. 2187 ạ, đỏ cam này. 2187 cho em ạ, tông màu đen cộng số điện thoại ạ. Đó, 260.000 một áo các chị nhá. 260, dòng của nó toàn bộ dòng chất thô cho em ạ. Toàn bộ dòng chất thô lót lông cho em các chị nhá. Chị hàng lý ạ, chị Tô Huyền Ly rồi ok. Đây chị này màu đen nhá các chị nhá. Màu cam đào ạ, màu đỏ cam em còn đúng 2 cái thôi. Còn màu đen thì em còn sót tầm khoảng 4-5 chiếc. Đấy, màu đen còn tầm 4-5 cái ạ. Còn mẫu nào chị? Viên xanh xanh này đây. Viên xanh là cái gì đây? Đây các chị này, màu đen cho em ạ. Đó, màu đen và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. 2187 màu đen các chị nhá. 2187 màu đen cộng số điện thoại cho em ạ. 260.000 một áo các chị nhá. 260 ạ, 40 cân đến 58 cân. Size M chốt các chị tầm 53 cân đổ về. Size L các chị tầm 58 cân đổ về em lên đơn ạ. 2187 cho em toàn bộ hàng của hàng Quảng Châu các chị này. Rất là đẹp luôn, em tặng các chị nốt 260. Rẻ nhất ở trước là 400-450. Bây giờ em sản luôn các chị là 260.000 ạ. 260.000 một áo ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. 2187 ạ. 2187 cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, 2187 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Rồi ạ, cam mấy đen các chị nhá, cam mấy đen. Đây ạ.
Đây, còn mấy cái? Còn chục cái. Mai của nó là parka dáng dài các chị này. Parka dài cho em ạ, còn nguyên một màu đen ạ. Em còn chục cái màu đen các chị nhá. Size này em sẽ có là size L với size gì chị? XL. LXL 2 size ạ. LXL 2 size còn một màu đen ạ. Em còn một màu đen. Đây parka màu đen này. Đẹp quá này, thấy không? Cái dáng này đẹp nhưng mà còn nguyên màu đen thôi. Còn nguyên một màu đen thôi ạ. Lên mã hàng chứ là mã 226 á. 226 và kèm theo số điện thoại cho em. Đó, mẫu 226 nhá. LXL 2 size ạ. Chốt cho các chị nhà mình tầm khoảng là 45 cân đến tầm 60 cân. 60-62 cân đổ về. Đấy, 45-60-62 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Đây các chị ơi, size L thì các chị phải tầm 45 cân đổ lên các chị mặc được nhá. Em xả luôn 299.000 đồng ạ. 299.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Mã 226 chị ơi, ML, à quên, LXL 2 size. LXL 2 size ạ, 299.000 đồng ạ. Dòng của nó chất thô ướt các chị nhá, chất kaki ướt ấy. Mã 226 cho em ạ. Cái này còn sót chục cái thôi. Đẹp quá các chị này. Cái dáng này lên xinh. Đấy chứ, cái dáng này lên nó xinh ạ. 226 và kèm số điện thoại cho em. Xả luôn các chị là 299.000 ạ. 299.000 đồng ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Đẹp các chị này. Đấy, 226 cho em các chị nhá. Em bao các chị chất với giá luôn. Mã này chưa là 226 ạ, LXL 2 size. 226 LXL 2 size ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em qua mẫu luôn này. Tại vì mã này nó sẽ không có số lượng nhiều ạ. Nó sẽ không có số lượng nhiều các chị ơi. 226 ạ, 2 size đấy chị nhá. Chục cái ạ. Đi sang tàu. Đi ra mã này có bao nhiêu cái? 4 chiếc, 5 chiếc rồi đấy. Có 4, 5 chiếc. Lên chưa mã 621 ạ. Nguyên size 2XL. Có tầm 4 chiếc size 2XL ạ. Màu xanh cho em ạ. 4 chiếc size 2XL màu xanh ạ. Màu xanh. Thì các chị tầm khoảng 57 58 cân đến 65 cân. 57 58 cân đến 64 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này chính là mã 621 ạ. Đó, 58 cân đến 65 cân các chị nhá. 58 đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. 621 cộng số điện thoại ạ, 299.000. Em còn một màu xanh các chị này. Em nó còn một màu xanh thôi. Mã cho em là 621 ạ. 621 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, 621 em nó còn sót màu xanh cho các chị tầm 58 cân đến 65 cân. 58 đến 65 cân ạ. Vân này phong to á chị nhá. Đấy phong to cho em chị nào mặc size to các chị lấy luôn, em còn sót 4 chiếc của mã 621 thôi, size 2XL. 6566 các chị mình thoải mái cho em. 6566 các chị mình thoải mái cho em ạ. 621 299.000 đồng một áo á. Đây các chị này, màu xanh cho em nhá. Cái này có dây rút eo, chỉnh eo cho em. Đó, chỉnh eo cho em ạ, rút eo. Nếu các chị eo to nhỏ các chị kéo dây eo cho em như này ạ. Cái gì đấy? Cái này đẹp lắm à, tiếc quên. Đâu? Có nguyên size mở. Nguyên một màu, nguyên size mở. Bọn nó giấu đi. Ừ. Hết hàng còn đâu nữa. Con này có 5 con thôi. Em ở 621 này. Đẹp 621 chị ơi, chị nào vừa cái 621 em còn sót 4 chiếc thôi. Chị nào mà béo béo chị mặc cái mẫu này cho em. Tại vì nó có size to thôi. Nó có size to, nó không có size nhỏ. Nó không có size nhỏ cho em, lót lâu ngày cho em xả có 299.000 đồng một áo. Không phải suy nghĩ luôn. Đấy, vừa rẻ vừa đẹp luôn mà chất lượng cho em ạ. Toàn bộ chất ướt cho em, nó không phải chất khô chị nhá. Không phải chất khô cho em ạ. Chất nó ướt, nó mềm lắm. Mẫu này em còn nguyên size M đúng không? Đây mã 818 này. Đấy chứ ạ, lên mã 818 các chị nhớ cái mã này là mã gì nhỉ? Đỉnh cao đúng không? Mã này là mã đỉnh cao này. Em còn nguyên size M màu đen. Đó, em đang còn nguyên size M màu đen ạ. Các chị comment là mã 818 ạ, kèm số điện thoại ạ. 818 và kèm theo số điện thoại cho em. Đây các chị này. Em tặng các chị 250 nhá. Còn bao nhiêu cái chị Hoa nhỉ? Em biết rồi nhưng còn size gì? Nguyên size M màu đen. Dưới 55 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về nhá. 818 cho em tặng các chị luôn ạ. 250.000 ạ. Đó, 250.000 đồng cho em là mã 818 ạ, kèm số điện thoại ạ. Mã này hôm trước là vẫn là 399.000 đồng ạ, không có hàng luôn ấy. Lại làm sao rồi? Vừa bị đẩy ra. Lại vào lại. Mã này 818 nhỉ? Tám
818 còn nguyên size M, chị nào vừa size M các chị chốt nhá. Size M các chị tầm dưới 55 cân thôi. Dưới 55 cân em chốt đơn hàng ạ. À. Em xả luôn các chị là 250. 250 mã 818 ạ. À. Mạng kém lắm. Hai trăm rưỡi mà 818 các chị lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn nhỉ. Đẹp xuất sắc luôn mã 818 ạ. Đấy, 40 cân đến tầm khoảng là 55 cân đổ về các chị nhá. 42 cân ý, 42 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn mã 818 ạ, cộng số điện thoại ạ. 818 và cộng số điện thoại mình lên đơn hàng ạ. Đẹp dã man con ngan luôn. 818 này. Hay còn 38. Đỏ có hàng không? Đỏ có một chiếc này. Đỏ có một chiếc mã này cho em này. Cái màu này đây à, tổng cái này còn bao nhiêu cái? Tổng còn 3 cái đen, ML, hai cái đen. Đây ạ, 2817 này. Mã này các chị lên cho là mã 2817 và kèm số điện thoại ạ. 2817 và kèm theo số điện thoại cho em. Em nhìn đến mã này. Không chưa có nào cổ như thế đâu. Cổ nó lạnh thế đâu. Lông trắng chưa. Gọi cái gì giờ này. Mã này 2817 này. Cộng số điện thoại ạ. Em tặng các chị là. Thôi cuối like chị nhá. Cuối like đi. Giờ này cũng muộn rồi. Em tặng các chị là 240.000 một áo. 240.000 một áo ạ. Lên cho là mã 2817 ạ. Cộng số điện thoại. Màu này em gọi là màu B ấy chị nhá. Màu B cho em ạ. ML 2 size ạ. Màu đen còn size gì chị nhỉ? Màu đen còn hai cái size M thôi. Màu đen em còn hai cái size M. Màu đen em còn sót hai cái size M ạ. Em tặng các chị luôn ạ. Mã 2817 ạ. 2817 cho là 240.000 ạ. 240.000 đồng một áo. Còn hai cái màu đen của size M các chị nhá. Còn hai cái màu đen của size M các chị. Size M các chị tầm khoảng 53 cân đổ về em chốt đơn. Size M tầm 53-54 cân đổ về ạ. Tùy cân nặng chiều cao chị nhá. 2817 cộng số điện thoại ạ. Màu đỏ cam em còn một chiếc này của size M. Đỏ cam còn đúng một cái của size M chị nhá. Lên đơn hàng cho em ạ. Chị ơi 818-58 cân không vừa. Em không còn size của chị vừa nữa rồi. Mã này trên là 2817 ạ. 2817 cộng số điện thoại cho em ạ. Mức giá ngày hôm nay em tặng các chị là 240.000. Đó, 240.000 đồng một áo ạ. 2817 màu này em gọi là màu B đấy chị nhá. Màu B này. Màu này là màu gì nhỉ? Màu đỏ cam và tông màu đen. Màu đen chỉ còn size M thôi ạ. 2817 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Thấy chưa? Kèm số điện thoại ạ. Đúng rồi, có cái đấy lên rồi. Đó là cái mã đỉnh cao, mã 818 ấy. Mã này các chị có phải là khoác B và kèm theo số điện thoại cho em. Các chị này, xem nào. Màu của nó gọi là đẹp xuất sắc luôn. Bao chị đã nhận được khoác B nhà em. Các chị vào cho em xin một cái phản hồi với ạ. Bao nhiêu chị gái nhà mình đã nhận được khoác B. Các chị vào cho em xin một cái phản hồi với. Các chị có phải là khoác chữ D và cộng số điện thoại cho em. Khoác chữ D và cộng số điện thoại cho em ạ. Đợt trước cũng là rơi khoảng tầm 520 với 620 ạ. Em tặng các chị mình ngày hôm nay ạ 340.000. Nhìn nhanh tay mình có đơn. Tại vì mỗi mẫu nhà em chỉ còn một ít thôi các chị nhá. Mỗi mẫu còn ít thôi ạ. Các chị có mình là khoác D cho em ạ. Khoác D hàng loại 1 luôn các chị nhá. Khoác nó này. Đây là màu đỏ cam. Màu đỏ cho em nhé các chị nhá. Khoác D cho em màu đỏ này. Khoác D cho em ạ tông màu B. Đó. Khoác D cho em ạ tông màu nâu ạ. Và khoác D cho em ạ tông màu vàng. Kèm số điện thoại ạ. Khoác lên cầu mũ. Em xem nào. Hình như nó còn sót một vài cái. Nó không còn nhiều các chị ơi. Mày khoác chữ D cho em ạ. 340.000 ạ. Nó là chất len ép chị ơi. Hàng len ép cho em.
Đấy, bao chị đã nhận được cái khoác này rồi, các chị vào cho em xin một cái feedback rồi ấy. Nó nét căng như này luôn các chị này. Đó, cầm nó rất là nặng luôn các chị nhá. Hàng len ép, hàng loại 1 luôn, cho này cái chất nó xịn lắm. 81-860 cân em không còn size vừa đâu chị Vân Thanh ạ. Áo da em còn ít thôi chị ơi. Áo da còn ít thôi ạ. Chị ấy cho em mấy cái áo áo đá chứ mà chị về. Áo đá ở trên kìa. Khoác chị D 58 cân đổ về chị ạ. Từ 40 cân 58 cân đổ về em chốt đơn nhé chị Hướng Hướng nhá. Cái form này nó hơi nhỏ đấy ạ. Đấy, chốt các chị mình cứ từ 40 cân đến 58 cân đổ về em lên đơn. Khoác chữ D cho em màu vàng ạ. Đấy, khoác chữ D cho em ạ, tông màu vàng này. Khoác chữ D cho em màu nâu, màu đỏ với ạ, tông màu trắng kem, màu be ấy. 4 màu cho em ạ. Đây chị này, chất nó xịn lét, xịn đét lên nét luôn. Mà các chị vẫn đang mua hơn, đang mua ngoại trường hơn 600. Đang mua ngoại trường là hơn 600 nghìn ý. Bây giờ em tặng các chị luôn ạ, 340 nghìn đồng một áo. 340 nghìn đồng một áo, các chị mình lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Giá đẹp ạ, chất đẹp các chị mình luôn nhá. Khoác chữ D cho em ạ, tông màu này, tông màu be. Tông màu be ạ. Cầm cái áo len nó cứ gọi là nó nặng tay luôn. Đó, cầm cái áo len nó nặng tay luôn các chị mình nhá. Khoác đen là 60 cân. Đây các chị này. Khoác D ạ. Khoác D cộng số điện thoại ạ. Tùy chị thôi. Đây áo đá tiếp đây chị này. Lên mã này cho em là là gì ạ? Mã 720 các chị nhá. 720 ạ, cộng số điện thoại. Áo dây em mặc làm áo dây mấy nhỉ? Hình là dây 5 thì phải. Áo dây mặc là áo dây 5 hay sao? Khoác chữ D chị ơi. Tại vì là nhà em có rất là nhiều mã khoác lên. Chị Thu Hồng ạ, chị có mẹ em là khoác D kèm số điện thoại nhá. Chị theo lê rồi ok em chốt đơn hàng. Đây áo đá chị này. Áo đá mã này cho em là mã 720 các chị nhá. MLXL 3 size ạ. Em có 3 size MLXL. Chị Nguyễn Thu Hương rồi ok chị ạ. Đây các chị mình này. Form dáng rất đẹp luôn ạ. Đá rất là sáng luôn các chị nhá. 57 cân rồi ok ạ. Tùy chiều cao chị ơi. Mã này dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là mã 720 các chị nhá. 720 ạ. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Chị Trang Hạnh Linh rồi ok. Giữ nhiệt em có chị ơi. Thôi chị Hiền, chị về trước để một mình em bán được. Đấy. Ừ. À, chị Thu Hồng rồi ạ, chị Nguyễn Thủy chốt đơn ạ. Khoác chị dây em thề luôn ạ, bán không biết bao nhiêu hàng rồi. Mà từ cái đợt mà hàng em vẫn bán là 520. Đấy, áo em đây là mã 720 chị nhá. 720 cho em ở cộng số điện thoại ạ. 180.000 một áo chị nhá. 180. Đá đổi màu cho em, đá ép nhiệt rất là chắc luôn ạ. Đây chị này, toàn bộ đá ép nhiệt rất là chắc luôn ạ. Sáng các chị nhá. Nói chung là cái đá mà đá rẻ lên line nó không bao giờ được sáng màu như ở nói chung là những cái dòng đá rẻ nhá. Kể cả lên line ạ, ánh sáng có đến mấy không bao giờ nó đẹp như này các chị này. Chị Anh Kim ạ, chị Hoàng Tiến chốt đơn hàng ạ. Chị thấy áo khoác len có người mặc bị dù không biết khoác len thì em có bị như vậy không ạ? Có bao nhiêu chị đã nhận được khoác len thì em rồi, các chị vào cho em xin một cái feedback. Cái này phải hỏi khách hàng chị ạ. Chị hỏi em thì chị hỏi em là em mới áo len nhà em mặc có xù không, mặc có bai, có dão không, thì chắc chắn là với cương vị là như em ấy, 10 đứa bán hàng nó đều trả lời là chị ơi áo nhà em đẹp. Đấy, cái này chị phải hỏi những khách hàng nào đã mua hàng nhà em rồi, đã nhận hàng nhà em rồi các chị. Như thế cho nó gọi là thiết thực nhất luôn. Đúng không ạ? Chị nào đã nhận được khoác len ép nhà em rồi các chị cho em xin một cái phản hồi. Nếu chị mua cái hàng mà nó bị xù ấy, chắc là chị mua cái hàng loại 2, loại 3 rồi. Những cái dòng này nó có rất là nhiều ngoại trường. Nó chỉ có hàng rẻ hơn, nó chỉ có dưới 200 nghìn thôi. Tầm khoảng là 180, 200 nghìn, dưới hơn 200 nghìn một tí. Nhưng mà chất nó dão lắm chị ạ, nó mỏng lắm. Đấy, khoác đê nhà em bán số lượng của nó không biết là bao nhiêu nghìn áo rồi ấy. Bao nhiêu nghìn áo rồi. Đây màu nâu cho em này. Áo em mặc là mã 720 nhá. Có 3 lá ok em chốt đơn hàng ạ. Đây màu nâu này. Khoác đê cho em màu nâu cộng số điện thoại ạ. Cho mình nhận hàng mình sờ cái chất len của nó mình biết. Đấy, sờ hàng, nhận hàng, sờ chất len nó mướt tay các chị nhá. Nhận hàng sờ chất len mướt tay luôn ạ. Mã hàng cho em là khoác chữ D và cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 340.000 340.000 một áo.
Đấy, lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị nhá. Xịn giò. Áo em mặc bên ngoài, áo khoác D là 340. Chị mặc khoác len thì em rồi không xù đâu ạ. Khoác len chữ D đẹp mê mẩn. Đấy, như thế này là cứ hỏi khách hàng đã mua rồi các chị trả lời. Chứ còn bây giờ chị hỏi em thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ em nói là hàng em xấu. Đúng không ạ? 10 người bán hàng trên live thì ai cũng trả lời thế thôi. Bây giờ chị phải hỏi khách hàng ấy ạ. Hỏi những chị đã mua áo này rồi ấy. Thì các chị trả lời như thế cho nó gọi là khách quan nhất. Chị Lan Phương ạ, chị Nguyễn Xuân ok em chốt đơn hàng ạ. Lên cho là mã khoác chữ D cho em các chị nhá. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Thu Hương ạ. Rồi ạ, cảm ơn tình yêu. Cảm ơn chị Nguyễn Văn Anh Nguyễn ạ. Đấy. Đấy, chị nào mà chưa mua, các chị cứ nhìn cái phản hồi mà khách đã mua rồi ấy, các chị biết rồi ạ. Em qua mẫu này luôn, mã là 705 ạ. Mã 705 cho em ạ, cộng số điện thoại ạ. Khoác chữ D màu nâu và số điện thoại 790. Chị Đỗ Phúc phải comment hết cái mã hàng cho em đi ạ. Áo em mặc bên trong là mã 720 hay là 180? 780.000, à quên, 180.000 là mã 720. Chị Trung Nguyễn ok chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị có mày là mã 705 này. Cảm ơn các chị ạ. Chị Phạm Hằng ơi, lên lại số điện thoại cho em đi chị Phạm Hằng ơi. Có mày là em là khoác D cộng số điện thoại giúp em với ạ. Khoác D đâu ok chị Thu Hồng. Chất len ép mà cái hàng loại 1 hàng nó chất là dày luôn, còn hàng loại 2 nó mỏng lắm. Thì cái khóa của nó các chị nhìn nó lởm rồi chị ạ. Cái khóa của nó nhìn nó ốc xịn rồi. Đấy các chị nhìn cái em cái len ép thì em nó rất là đanh và dày. Đấy, mỗi này các chị comment là mã 705. 705 và kèm số điện thoại ạ. Mã 705 trên là mã này là 195.000 đồng một áo chị nhá. 195 trên là mã 705 ạ. 705 và cộng số điện thoại em có 3 size ạ, MLXL. 3 size MLXL, các chị comment mã hàng một cộng số điện thoại ạ. Đẹp chưa các chị này? Đá nó sáng lắm các chị ạ. Đấy, đá nó sáng lắm luôn ý. Mã này cho em là mã 705 các chị nhá. 705 một cộng số điện thoại cho em. 195.000 một áo các chị này. Mã này em có size các chị là MLXL. Các chị 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 đến 62 cân đổ về chốt đơn hàng cho là mã 705 các chị ơi ạ. 705 mà kèm số điện thoại cho em nó cũng là kiểu là dòng sơ mi nhá. Nhưng mà sơ mi của sơ mi gen đinh đá. Chị Huyền Nguyễn lên số điện thoại ạ. Chị Thúy Nga ok chốt đơn ạ. Chị Hồng Hoa có đơn hàng ạ. Đá đẹp quá các chị này. Nói chung là các chị nhà các chị được mua hàng, các chị được đồng kiểm nên các chị mình yên tâm về cái chất lượng của nó luôn. Chị Hảo Đào rồi ok chốt khoác D này. Chị Hương Hướng ạ, 60 cân chị đang hỏi cái nào chị? Nếu mà khoác lên 60 cân thì không vừa nhá, tại vì cái form này form nhỏ. Chị Phạm Hàng ok, chị Thu Hà chốt đơn hàng ạ. Áo em mà là mã 705, em có 3 size MLXL. Đấy, cái phần cổ nó sẽ là cổ ren và đinh đá. Cổ ren đinh đá, 3 size MLXL đủ size số ạ. Chị mua nhiều hàng nhưng chưa thấy hàng nhà ai đẹp như nhà Loan. Em cảm ơn chị gái nhá. 46 cân ok, chị Liên Phạm Thị Quỳnh ạ. Chị Gia Khánh ok, em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho là 705 kèm số điện thoại nhá. 195.000 đồng một áo ạ chị này. Đá non nó đá đổi màu rất là sáng luôn ạ. Đá đổi màu sáng và chắc luôn các chị nhá. Đá ép nhiệt. Chị Huyền Nguyễn chốt đơn hàng ạ. À, đúng rồi. Mua cái loại 180 mấy nghìn thì trả xù đúng không? Quắc lên thì em hàng đợt đầu như em bán hơn 600 mà chị. Hàng đợt đầu hơn 600, đợt sau là giảm 520, đợt sau nữa là giảm 450 và đợt cuối cùng ngày hôm nay em tặng các chị là giá 340.000 là hết giá luôn. Đấy, quắc chữ D ấy. Còn nếu các chị mua cái loại hơn 100.000 thì trả xù. Đúng không ạ? 189.000 đúng không? Có chị mua 170 mấy nghìn. Đây có chị bảo, có chị thì bảo là em ơi, chị mua chỗ khác 174.000 mà sao nhà em bắt đắt thế? Thế em mới bảo là chị ơi, thế thì chị thử mua cái áo nhà em với lại một cái áo của cái hàng 174.000 đấy, chị về chị so sánh xem ạ, hai chất nó có giống nhau hay không. Nếu như đúng hàng đấy mà 174 mà đúng hàng nhà em bán các chị cái hàng mà hơn 300 ấy mà nó giống nhau, em đền cho chị cả cái cửa hàng của nhà em luôn. Đấy, chị có chơi không? Chị có dám chơi thế không? Mà chưa gì chị đã so sánh giá với lại là cái loại hàng 170 mấy nghìn. Đấy, cái hàng khoác đê em đang bán là 340 là hàng đã bán sale rồi. Mà chị đi so sánh cái hàng 170 mấy nghìn. Em bảo là em mất gì ấy cũng mất, kể cả mất cả cái cửa hàng nhà em luôn. Nếu như chị mua hai cái về chị so sánh cùng chất, cùng form, cùng dáng, cùng chất liệu mà nhà em đắt hơn một phần ba luôn như thế. Chị Linh Trần đặt lại cho em với chị ơi.
Chị Lê Thị Dần Dần là chị Lê Thủy rồi, ok em chốt đơn ạ. Mã hàng cho là mã 705 mà cộng số điện thoại chị nhá. 195.000, 195.000 ạ. Có quần bò chị ơi, chị Phạm Hằng em có quần bò nhá. Em có quần bò, đúng rồi, tiền nào của đấy chị ạ. Mình phải mua hàng về mình phải so sánh, cầm hai cái mình so sánh chứ mình trên live thì có thể là người ta mặc thì mình không thể phát hiện ra được tại vì nó mẫu mã nó y như nhau. Nhưng mà mình nhận hàng các chị phải thông thái là mình phải bóc hàng kiểm tra. Mình phải sờ cái chất lượng của nó ấy. Cái hàng rẻ các chị sờ phát biết luôn, nó mỏng tèo tèo ấy. Làm sao được dày như này? Để chị nhìn cho em từ cái khóa của nó khác nhau luôn ấy. Đấy. Em bán hàng này từ đầu vụ rồi đến bây giờ luôn mà hàng đầu vụ các chị toàn mua hơn 600 thôi. Bây giờ là em nhập kiểu là gần như kiểu là cuối cuối vụ thì nó được rẻ hơn ý. Đúng rồi, chị Ly Thụ Thị Thanh ạ, chợ chị có bà bán 700 áo K14 ý em ạ. K14 hôm trước em bán là bao nhiêu tiền nhỉ? Chị Khánh Linh bao nhiêu cân đấy? Phao Burberry chị không vừa đâu. Khánh Linh ạ. Không vừa à? Thì như là chị hơn 60 cân phải không? Thế phao búp nhà em bây giờ chỉ còn xa các chị tầm 57 cân đổ về thôi. Bây giờ chỉ còn xa 57 cân đổ về thôi. Cái mã phao Burberry chị nhá. Áo khoác gì nhỉ? Cái mẫu K14 thì bây giờ em không còn hàng ý. Để em tìm xem nó còn sót cái gì nữa không thôi. À đây còn mẫu này nữa này. Còn mã này cho em. Mã này cho là mã 625. Đó, 625 và kèm theo số điện thoại trên mình chốt đôi mẫu này. Em có 3 size là MLXL. À, khoác ngắn đen 60 cân á. 705 rồi đơn, ok chị Hoàng Tiến. À, em hay mặc L nhà chị, nhưng mà cái size L đấy form nhỏ chị Khánh Linh ơi. Cái size L đấy là form nhỏ ấy, cái bã form búp ấy, size L form bé lắm. Size L em chốt hay chốt đấy tầm 56 57 cân thôi, tại vì là áo phao mình phải mặc rộng rộng một tí chứ mặc ôm sát quá thì mặc có chật nó khó chịu ấy. Áo len chữ D màu đỏ rồi ok ạ. À. Chị Mai đi chị chốt đơn ạ. À. Lên áo len đẹp lên rồi thế đây chị. Em lên mấy áo len toàn len đẹp đấy, tí vào xem lại like hoặc là sáng mai sẽ lại like chốt đơn sau chị nhá. Mã này comment cho em là mã gì ạ? À? 625. 625 kèm số điện thoại cho em có size là MLXL 3 size ấy chị nhá. MLXL 3 size ạ. À. Đây chị này, cái này là cảm giác kiểu đánh lừa thị giác ấy. Làm cho cái eo mình nó rất là nhỏ luôn. Đấy thiết kế chị này. Lên mã này cho em là mã 625 kèm số điện thoại cho em ạ. À. Áo này em tặng các chị là 180.000 một áo chị nhá. 180 ạ. À. 180.000 ạ. À. Chị 65 cân mà mặc chữ D nhà em cũng vừa. Nói chung là tầm dưới 60 cân thôi chị ạ. 58 dưới 60 cân thôi. Còn 65 cân thì em không dám chốt tại vì là cái form đấy nó em thấy nó hơi nhỏ ấy. Có chị thì vừa, có chị thì không vừa, nhưng em chốt để an toàn nhất thì các chị tầm dưới 60 cân đổ về thôi. 40 cân đổ lên. Mã này em có size là MLXL, lên cho là mã 625 các chị nhá, 180.000 ạ. 625 cho em 180.000 một áo, các chị lên mã hàng cộng số điện thoại ạ. Các chị mình lên mã hàng và cộng số điện thoại cho em. 625 nhá, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Ren lưới hai lớp các chị này. Ren lưới hai lớp co ren lưới hai lớp co dặn 4 chiều. Áo dây em mặc bên trong là dây 5 chị Phạm Hà ơi. Sơ mi em vừa mặc xong là mã 705 chị ạ. Còn mã này là mã 625 cho em nhá chị nhá. 625 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 180.000 chị ơi. 180 ạ. Đây đâu. HT1 á. KT1 thì còn em ơi. KT1 còn đấy. Chị Dung Vũ rồi ạ, chị Đông Lạnh ạ, chị Trần Bảy ok chốt đơn hàng ạ. Mã này đây cho là 625 các chị nhá. 625 một cộng số điện thoại cho em. Giá các chị yêu mình ngày hôm nay sẽ là 180.000 một áo ạ. 180.000. Để em xem là còn cái mã K01. À K01 còn chị ơi. K01 em xả có 249 thôi. Được chị Hiền Phương nhá. Chị Nguyễn Loan ạ, à, ok, chị Trung Kim ok, em chốt đơn ạ, à. 625 cộng số điện thoại cho em, mình lên đơn mẫu này ạ. À. em còn nguyên size L các chị này. Mai 722, em đang còn nguyên size LXL. Các chị mình ơi, lên cho mã này là mã 722 cho em các chị nhá. 722 kèm số điện thoại ạ. À. Chị Quan Thị Hường ạ, à, áo len màu đỏ nào chị ơi.
áo giữ nhiệt đi em ạ. À đây, còn cái áo giữ nhiệt này thì em còn hai màu. 64 cân, chị đang hỏi mẫu nào 64 cân. Mẫu này là mã 722 chị nhá. 722 cho là 180. Em có hai size là L, XL. Từ khoảng là 54-55 cân đến 65 cân ạ. 54-55 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là 722 cộng số điện thoại ạ. 180.000 một áo các chị nhá. Mã cổ tim cho em. Chị nông thời rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Mẫu này các chị mặc ở trong vest rất là đẹp luôn các chị này. 722 cộng số điện thoại ạ. Đấy, đẹp nhức nách luôn ạ. 722 cho em 180 chị nhá. 180.000 một áo ạ. Màu đỏ bạn ơi, đây á chị. Đây là khoác đê chị ơi, khoác đê màu đỏ. Quần nỉ em hết rồi. 723 còn chị đây thì Quyên cứ comment là 723 đi. Còn mã em mặc là 722. Còn size các chị từ khoảng là 40 từ 53-54 cân đến 65 cân. 53-54 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. 722 cộng số điện thoại các chị nhá. Cân ok chị ạ. 64 cân vừa chị ơi. Chị Trung Kim ok em chốt đơn nhá. Mã hàng 622 ạ, cộng số điện thoại cho em. Cảm ơn chị Hương nhá. Alpaca còn màu kem còn không? Alpaca màu kem. Còn màu be đó chị ơi, còn màu be thôi. Phao nam nhà em không có ạ, nhà em chỉ bán đồ nữ thôi ạ. Chị Lệ Tùy rồi ok em chốt đơn ạ. Burberry màu đen á. Ui màu đen không còn size của em vừa rồi Khánh Linh ơi. Màu đen chỉ còn size nhỏ thôi. Màu đen chỉ còn size S thôi. S với M. Em không vừa. Hồng Vi Phạm ok, chị Trần Lê rồi ok chốt đơn. Đây các chị này. Mã em còn sót 2 chiếc. Đấy, 2 chiếc của mã hàng phao xịn nhá. Size S này, còn đúng 2 cái size S màu đen thôi. Con em xả các chị là 780. Con em xả 780. Còn hai chiếc màu đen của xe S các chị nhá. Các chị coi là phao xịn đen S ạ. Phao xịn đen của xe S và kèm theo số điện thoại 40 đến 48. Em mặc thì nó sẽ bị chật. Tại vì em 53-54 cân, các chị tầm khoảng dưới 50 cân các chị chốt xe S để cho em. Chốt nhanh thì các chị gọi vào số điện thoại của so hotline chị, số hotline đằng sau ấy, hoặc là các chị vào cái trang bìa ấy, các chị gọi trực tiếp vào em với. Em canh mãi nhưng mà nó không còn hàng em ơi. Bây giờ chỉ còn size S màu đen thôi. Chị nào các chị tầm của là dưới 50 cân các chị chốt đơn nữa chị nhá. 40 cân đến 50 cân. Đấy, em xả các chị là 780.000, còn đúng 2 chiếc màu đen. Còn đúng 2 chiếc màu đen, chị nào chốt các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Hàng 1 triệu mấy các chị này. Để trước nếu mà giá cũ thì em là 1 triệu 2. Để chạm thị trường các chị vẫn đang mua 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Em xả cũng luôn các chị ngày hôm nay 780, còn đúng 2 chiếc size S màu đen nhá. Chị nào vừa các chị lên đơn ạ. Phao xịn ạ, màu đen và cộng số điện thoại ạ. Đó, khoác đê là 340 chị Duyên Pha, Duyên Nam ơi. Khoác đê là 340. Hôm chị bảo lấy 723 bỏ hết mà em ạ, 723 á. Em không kiểm tra được hết chị ạ. Chị cứ lên số điện thoại đi, ngày mai nhân viên em kiểm tra lại. Tại bây giờ nhân viên em nghỉ ấy, mỗi mình em với các chị thôi. Mỗi mình em đang nói chuyện với các chị thôi ạ. Paka lót lông á, còn là Paka không lót lông. Còn chị Trần Đang ơi, còn đấy ạ. Quần đấy, ngày mai báo Huyền của em nhá. Bảo Huyền nó chụp lại chị xem. Thôi em nghỉ đây. Mai em lên tiếp nhá. À quên, ngày mai đen không còn size to chị Thái Mai ạ, hết size to rồi. 722 ok chị Đặng Xuân này. Không còn màu nào em vừa. Hôm trước nó về đủ size thì em chẳng hỏi. Hôm nay hết size rồi. Hôm nay hết hàng rồi. Hôm nay hết hàng rồi thì mới hỏi lấy đâu ra.
Paka 299, tí xem lại like hộ em với các chị nhá. Áo em mặc là 180.000 là mã 722 chị Nga Trần ơi. Chị Nguyễn Thúy rồi ok chị em chốt đơn hàng ạ. Thôi em nghỉ cho các bác cái 12 giờ rồi. 12 giờ rồi các chị tí nữa xem lại like hoặc là mày ngày mai xem lại like các chị báo nhân viên hộ em với nhá. Ngồi giờ em tắt like em nghỉ đây ạ. Các chị yêu nha, chúc các chị ngủ ngon ạ.